đời người không thể cầu như ý. Chỉ một nửa cũng đáng thỏa lòng. Con người, hầu như ai cũng mong muốn mọi thứ trong đời đều diễn ra tốt đẹp và như ý. Nhưng thực tế, cuộc đời có 10 phần thì chỉ có thể như ý được 8, 9 phần. Làm gì có chuyện mọi việc đều sẽ thuận theo ý mình được. Có một câu đối trong chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu được viết như thế này. Nhân sinh na năng đa như ý. Vạn sự trích cầu bán xương tâm. Nghĩa là, đời người sao có thể có nhiều điều như ý. Vạn sự chỉ cầu một nửa được vừa lòng. Sự tuyệt vời của một nửa nằm ở chỗ nếu bạn chỉ cần một nửa của mong muốn thì sẽ cảm thấy đủ. Từ biết đủ mới có thể hạnh phúc. Chỉ cần để ý một chút, bạn sẽ thấy rằng trong cuộc sống nơi đâu cũng tràn đầy trí huệ của một nửa. 1. Tình bạn là một nửa quan tâm và một nửa bỏ quên. Bạn bè thật sự không nhất định phải thường xuyên liên lạc, nhưng chắc chắn không bao giờ quên mất nhau. Thỉnh thoảng nghĩ đến đối phương, nghĩa là trong lòng vẫn có sự quan tâm nhất định. Ngay cả khi thời gian trôi nhanh, tình bạn cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Còn có những người bạn chỉ thoáng qua trong đời, cũng chẳng mấy khi còn liên lạc lại. Họ bất quá cũng chỉ là khách qua đường trong hành trình sinh mệnh mà thôi. 2. Gia đình. Một nửa phó xuất và một nửa thu hoạch. Một gia đình hạnh phúc đòi hỏi mọi người cần phải nỗ lực phó xuất. Ví dụ như chăm sóc cha mẹ, giáo dục con cái, làm cho ngôi nhà luôn tràn đầy ấm áp. Và khi đó bạn sẽ nhận ra, mỗi lúc chúng ta cảm thấy mỏi mệt với xã hội xô bồ, thì chỉ cần một nụ cười từ gia đình, cũng sẽ tiếp thêm cho bạn sức mạnh bước tiếp. 3. Trẻ em. Một nửa là thiên phú và một nửa là bồi dưỡng. Mỗi đứa trẻ đều như một hạt giống, nhưng thời kỳ ra hoa của chúng là khác nhau. Một số hoa có thời gian nở nhanh và rực rỡ, nhưng cũng có một số hoa lại đòi hỏi người chăm cần thời gian chờ đợi lâu. Do đó hãy kiên nhẫn, không cần nhìn xem những hạt giống khác đang nở hoa và kết trái ra sao, rồi đi kết luận rằng con bạn không phải là một hạt giống tốt. Hãy tin vào đứa trẻ của bạn, cũng như kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi hoa nở rực rỡ. Hoặc cũng có trường hợp loại hạt giống của bạn mãi mãi sẽ không nở hoa, bởi ngay từ đầu, nó đã được định sẵn để trở thành một cây đại thụ. 4. Công việc. Một nửa là may mắn, một nửa là nỗ lực. Mọi người đều dành hầu hết thời gian trong ngày để làm việc, công tác. Bởi đó không chỉ là sự đảm bảo để nuôi sống gia đình mà còn là cách để trau dồi ý chí và hướng tới một cuộc sống tốt hơn. Có những người chỉ chấp nhận làm việc ngày đủ 8 tiếng, không bao giờ chịu bỏ thêm thời gian để học hỏi và trau dồi thêm kỹ năng. Người như vậy thường không có gì nổi bật, cũng chẳng thể đi xa hơn được. Thực ra, công việc càng làm nhiều thì sẽ càng biết việc. Đó là thể hiện của sự phó xuất và nỗ lực không ngừng để hoàn thành mục tiêu. Người như vậy nhất định sẽ càng có thêm nhiều cơ hội để thăng tiến. 5. Tiền. Một nửa là thiên thần, một nửa là ác quỷ. Khi tiền có thể cứu mạng một người thì đó là thiên thần. Nhưng khi người ta chết vì tiền, thì đó chính là một con quỷ. Khi chúng ta thỏa mãn một nhu cầu bình thường nào đó trong cuộc sống thì đó là thiên thần. Nhưng khi những ham muốn và ảo tưởng bị thổi phồng lên thì đó là một con quỷ. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý. Bản thân đồng tiền không đại diện cho cái ác, nhưng lòng tham của con người đối với tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi. 6. Hạnh phúc. Một nửa là giành lấy, một nửa là tùy duyên. Hạnh phúc có vẻ như vô hình,
nhưng thực tế lại đang nằm trong tầm tay. Khi bạn khát, có thể uống một ngụm nước, nhưng đừng ham thích đồ ngon của người khác. Khi bạn đói, hãy ăn một miếng, nhưng đừng ham thích những món sơn hào hải vị của người khác. Bạn chỉ cần mỉm cười, nỗ lực cố gắng. Các việc trong đời đều thuận theo tự nhiên. Tự khắc khi đó bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nếu bạn thậm chí còn không sẵn sàng để với lấy thức ăn trên bàn và chờ người khác đến cho bạn ăn, thế thì bạn sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được hạnh phúc thật sự. 7. Giấc mơ. Một nửa là dũng khí, một nửa là ảo tưởng. Socrates từng nói rằng điều vui nhất trên thế giới này là có thể vì giấc mơ mà nỗ lực. Con người sống trên đời, mỗi bước đi đều có khó nạn. Biết bao nhiêu người đến nay đã đắm chìm nơi trần thế, cứ đi vào liền quên mất ý định ban đầu của mình. Chúng ta cần gieo hạt giống cho giấc mơ. Những giấc mơ ấy tuy rất xa, lúc ẩn lúc hiện, đôi khi còn không được thực hiện trong đời. Nhưng ý nghĩa thực sự của giấc mơ là dám can đảm bước đi. Vì giấc mơ mà hành động, thay vì chỉ nhìn vào giấc mơ mà mơ mộng cả ngày, lãng phí thời gian. 8. Cuộc sống. Một nửa là hương vị, một nửa là hân hoan. Cuộc sống luôn không thể tách rời khỏi mùi của củi, gạo, dầu, muối, nồi và chảo. Hương thơm của những chậu cây ngoài ban công, ý nghĩa sâu xa trong những quyển sách gối đầu giường và những câu chuyện trong bức tranh treo trên tường. Một cây cỏ, một cuốn sách, một bức tranh và một chén trà. Mắt chúng ta hướng đến đâu, lòng chúng ta hướng đến đâu, sẽ có niềm vui ở nơi đó. Nhiều khi chúng ta chỉ là đang thiếu đi một hạt giống để làm nên ý thơ. 9. Cuộc sống là một nửa là hồ đồ, một nửa là minh bạch. Trải qua những năm tháng tôi rèn nơi thế tục, chúng ta đều từ trong hồ đồ mà minh bạch được một số đạo lý. Sau khi minh bạch được rồi thì lại bị những sự tình khác làm cho hồ đồ. Hồ đồ trong minh bạch và minh bạch trong hồ đồ. Đây là một loại trí huệ của đời người. Hiểu được đạo lý, học cách hòa hợp với thiên nhiên, chúng ta sẽ thấy cuộc sống nơi nơi đều là phong cảnh. Thế giới luôn luôn là một nửa và một nửa. Một nửa là trời và một nửa là đất. Một nửa là nam và một nửa là nữ. Một nửa là thiện và một nửa là ác. Cuộc sống luôn luôn là một nửa và một nửa. Một nửa tranh giành, một nửa tùy duyên. Một nửa khói hương, một nửa vui vẻ, một nửa hồ đồ, một nửa hiểu rõ. Nửa nhân và nửa quả, nửa được và nửa mất. Nhiều chuyện trong tương lai sẽ có hai nửa. Một nửa sẽ trả lại trời đất, và một nửa sẽ cấp cho nhân thế. Quá nhiều một nửa và một nửa. Cuộc sống chính là luôn ở trong một nửa và một nửa. Đi được nửa đường, sẽ còn lại một nửa đường. Làm người và làm việc, đừng mong mọi việc chu toàn, chỉ cần cầu được một nửa, biết đủ thường vui, cuộc sống mới có thể viên mãn. Bạn đang nghe trên kênh audio Cổ Học. Chúc quý bạn có một buổi nghe ý nghĩa. Tây Du Ký. Người thông minh không khoe khoang bốn thứ. Trương Triều và thời nhà Thanh đã viết trong U Mộng Ảnh rằng Tây Du Ký là một cuốn sách giác ngộ. Nó dường như kể câu chuyện về quá trình gặp yêu ma quỷ quái khi đi Tây Thiên Thỉnh Kinh của Đường Tăng. Nhưng thực tế là nó đang diễn dịch lại tư vị của kiếp nhân sinh này. Trong sách thì mỗi từng nhân vật, mỗi lần kiếp nạn đều bao hàm trí tuệ đối nhân xử thế. Sau khi đọc Tây Du Ký, chúng ta mới hiểu được người ở tầng thứ cao không bao giờ khoe khoang bốn điều này.
1. Không khoe khoang tài sản. Khi thầy trò Đường Tăng trên đường đi qua thiền viện Quan Mở, họ được Kim Trì trưởng lão trong chùa thịnh tình khoản đãi. Kim Trì trưởng lão thấy Đường Tăng dáng vẻ bất phàm, lại là từ đất nước giàu có phồn vinh tới nên cho rằng trên người Đường Tăng nhất định có mang theo bảo vật quý hiếm. Đường Tăng là người khiêm tốn, chưa kể không có bảo bối, mà ngay cả khi có cũng sẽ không mang ra khoe khoang. Nhưng Tôn Ngộ Không thì khác. Con khỉ này không chỉ thích khoe khoang mà còn thích kiếm chuyện. Ngộ Không thấy Kim Trì trưởng lão huênh hoang khoác lác, trong lòng không khỏi tức giận. Vì vậy Ngộ Không đã thúc giục Đường Tăng lấy ra chiếc áo cà sa lộng lẫy do Phật Tổ ban tặng. Đường Tăng nghe xong, liền vội vàng lắc đầu nói: "Đồ đệ, chớ có cùng người tranh giàu sang cao thấp. Ta và ngươi bên ngoài không có người thân, chỉ e rằng có phiền phức." Đối với lời khuyên răn của Đường Tăng, Ngộ Không nghe cũng như không, và chỉ muốn ở trước mặt Kim Trì trưởng lão lấy áo cà sa ra khoe khoang một phen. Kết quả làm cho lòng tham của Kim Trì trưởng lão nổi lên, nghĩ đủ mọi cách để hại người đoạt bảo vật, thậm chí còn đưa tới con quái vật gấu đen, vô cớ sinh ra rất nhiều phiền toái. Tăng Nghiễm Hiền Văn có một câu nói: "Khách bất ly hóa, tài bất lộ bạch." Nghĩa là khách không rời xa đồ của mình, của cải không để lộ ra. Khoe khoang tài sản thì ngoài việc khơi dậy sự đố kỵ và thèm muốn của người khác ra thì không có chỗ nào tốt cả. Một người nội tâm phong phú thì sẽ không cần phải khoe khoang hay thể hiện bản sự ra bên ngoài. Một câu chuyện tương tự cũng được ghi lại trong Thế Thuyết Tân Ngữ. Vào triều đại Tây Tấn có một người giàu có tên là Thạch Sùng. Ông có sở thích lớn nhất là thể hiện sự giàu có theo phong cách lạ mắt. Có một lần, Thạch Sùng cùng quốc cựu Vương Khải đấu xem ai là người giàu hơn. Vương Khải ra lệnh cho người hầu rửa nồi, rửa chén bằng nước đường. Còn Thạch Sùng yêu cầu người hầu lấy đèn cầy thay củi để thổi lửa nấu cơm. Vương Khải dùng nhựa đá đỏ để sơn tường, còn gia đình Thạch Sùng đã dùng hạt hoa tiêu quý giá để sơn tường. Thạch Sùng có tài lực hùng hậu và luôn áp đảo Vương Khải một bậc. Mặc dù màn khoe giàu lần này của ông ta đã thắng lợi, nhưng cũng bị người có giá tâm theo dõi. Sau đó Triệu Vương Tư Mã Luân nắm giữ quyền hành trong triều đình. Tôn Tú, một người thân tín bên cạnh Triệu Vương Tư Mã Luân, đã thèm muốn sự giàu có của Thạch Sùng từ lâu. Vậy nên liền vu cho Thạch Sùng tội mưu phản. Cuối cùng cả nhà Thạch Sùng bị chém đầu. Gia tài cũng bị Tôn Tú đoạt mất. Rơi vào kết cục bi thảm, người mất tiền cũng mất. Có người từng nói, rốt nát và giàu có mà ở cùng một chỗ thì chính là càng làm cho bản thân rơi rớt. Vì để thỏa mãn hư vinh nhất thời, khoe khoang tự cho ta là giàu có thì chính là rốt nát lớn nhất. Khoe khoang tài sản thì không có được sự tôn kính xuất phát ra từ nội tâm của người khác, mà chỉ có thể phơi bày cái tinh thần cằn cỗi của một người. 2. Không khoe khoang năng lực. Tôn Ngộ Không từ khi bái Bồ Đề Lão Tổ làm sư phụ liền bắt đầu chăm chỉ học bản lãnh. Rất nhanh, Ngộ Không liền học được cân đầu vân cùng 72 phép biến hóa. Có một lần, Tôn Ngộ Không đang một mình tu tập thì các sư huynh sư đệ rối rít tới xúi giục Ngộ Không thi triển thần thông để mọi người cùng xem. Ngộ Không là người thích gây chuyện nên một khi các sư huynh sư đệ xúi giục, liền ở trước mặt mọi người mà cưỡi mây đạp gió, thiên biến vạn hóa. Bồ Đề Tổ Sư sau khi biết được liền khiển trách Ngộ Không: "Người phô trương bản lĩnh gì? Nếu người thấy người khác có, thì có muốn có như hắn không? Người khác thấy ngươi có, thì tất nhiên cũng muốn có như ngươi. Nếu ngươi sợ tai họa thì phải truyền cho hắn, còn nếu ngươi không truyền thì hắn sẽ hại ngươi, tính mạng ngươi cũng không đảm bảo." Đối mặt với lời trách mắng của sư phụ, Ngộ Không xin lỗi liên tục, nhưng Ngộ Không không bao giờ nhớ. Về sau,
lúc đại náo thiên cung, Tôn Ngộ Không lại ở trước mặt Như Lai khoe khoang thần thông. Không nghĩ núi cao còn có núi cao hơn. Cuối cùng tự mình hại mình, bị đẻ dưới núi Ngũ Hành Sơn. Thái Can Đàm có nói, đại bàng đứng như ngủ, hổ đi như bệnh. Đó là thủ đoạn của nó để bắt và cắn người. Do đó, người quân tử tuy thông minh nhưng không để lộ tài hoa. Vậy thì sau này mới có sức mạnh để gánh vác trách nhiệm lớn. Kẻ mạnh thực sự không bao giờ xuất hiện. Họ chỉ lặng lẽ tích lũy sức mạnh. Cho dù một người ưu tú như thế nào, cũng phải học cách nhận định tình hình, khiêm tốn mà giấu vào bên trong. Thời kỳ chiến quốc, Tần Vũ, vua của nước Tần uy dũng vô song, lòng ôm chí lớn, là một nhân vật văn võ song toàn. Dưới sự cai trị của ông, Tần quốc liên tục chế ước nước Sở và tấn công San bằng nước Thục. Sức mạnh quốc gia được tăng lên rất nhiều. Nhưng một vị quân chủ anh minh như vậy chỉ vì khoe khoang năng lực mà phải bỏ mạng. Có một lần, Tần Vũ Vương cùng thuộc hạ là vệ sĩ Mạnh Thuyết ở trong cung của Chu Vương, Thành Lạc Dương thi đấu nâng đỉnh. Vì muốn thể hiện mình là người dũng lực nên Tần Vũ Vương không nghe khuyên ngăn, không nghĩ đến năng lực chịu đựng của bản thân mà tùy tiện nâng đỉnh. Kết quả kiệt sức, hai mắt rỉ máu, xương ống chân bị gãy, đến tối thì tắt thở chết. Năm ấy mới có 23 tuổi. Đây là độ tuổi sung sức để thực hiện hoài bão của cuộc đời. Chu Dịch có nói, quân tử giấu tài năng, chờ đến thời cơ mới dùng. Có năng lực cao thì đáng tự hào, nhưng nếu không tiết chế mà khoe khoang trước mặt người khác, thì sẽ mang đến tai bay vạ gió. Đừng lộ ra khiếm khuyết, cũng đừng khoe khoang tài năng của bản thân. Khi ở trước mặt người khác khoe khoang năng lực, đó cũng chính là lúc nhân phẩm của mình bị mất giá. 3. Không khoe khoang thông minh. Người thông minh nhất trong các đồ đệ là Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh cho chúng ta ấn tượng là một người hiền lành, trung thực. Nhưng thực tế thì Ngộ Tịnh suy nghĩ rất tinh tế, rất hiểu đối nhân xử thế. Chỉ bất quá Ngộ Tịnh là người biết đạo lý nhún nhường, không ở trước mặt người khác mà khoe khoang sự thông minh của mình. Học hỏi kinh nghiệm trên đường, chỉ có ở thời khắc mấu chốt, Ngộ Tịnh mới đứng ra để nói chuyện. Trong hồi ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, trong lúc Đường Tăng nghiêm phạt Tôn Ngộ Không thì Sa Ngộ Tịnh không nói nửa câu để xin tha. Lúc Tôn Ngộ Không bị đuổi đi, Ngộ Tịnh cũng không có một câu giữ lại. Toàn bộ quá trình là không liên quan, luôn giữ thái độ thanh cao. Sau đó, khi chiến đấu chống lại yêu quái Hoàng Bảo thì Sa Ngộ Tịnh bị bắt. Chư Bát Giới bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mặt dày tới mời Tôn Ngộ Không. Khi Tôn Ngộ Không trách móc Sa Ngộ Tịnh lúc đó vì sao không cầu tha thứ cho ta, Sa Ngộ Tịnh không giải thích nhiều, chỉ từ tốn nói 6 chữ: quân tử không nhắc chuyện cũ. Chỉ một câu nói ngắn ngủi, vừa tâng bốc Tôn Ngộ Không, lại biểu hiện ra mình áy náy trong lòng. Cứ như vậy mâu thuẫn giữa hai người liền giải quyết dễ dàng. Chính là bởi vì Sa Ngộ Tịnh có khả năng nhận định tình hình và xử lý tốt, lại không thích phô trương, cho nên luôn được Đường Tăng tín nhiệm và yêu thương. Thái Can Đàm có nói, giấu sự khéo léo vào sự vụng về, dùng đêm tối một cách sáng suốt, ẩn giấu sự minh bạch tại nơi hỗn loạn, lấy cong làm duỗi. Người càng thông minh càng biết cách che giấu sự khôn ngoan của mình. Nếu một người luôn lộ ra sự thông minh của mình thì cuối cùng sẽ không làm được việc gì cả. Như đã nói, người tài vẻ ngoài đần độn, lù khủ vác cây lu chạy. Những người thực sự thông minh thường là những người biết giả bộ hồ đồ đúng thời điểm. 4. Không khoe khoang công lao. Lúc Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, 100.000 thiên binh không đấu lại được.
Sau đó Quan mở Bồ Tát để cử Nhị Lang Thần với Ngọc Đế. Nhị Lang Thần không phụ sự mong đợi của mọi người. Dưới sự giúp đỡ của Thái Thượng Lão Quân, ông đã thành công bắt được Tôn Ngộ Không. Ông cũng vì vậy mà được Ngọc Đế xem trọng. Tuy nhiên, khi Ngọc Đế hạ chiếu biểu dương chiến công thì Nhị Lang Thần biểu hiện hết sức thanh tịnh, không có chút biểu hiện giành công kiêu ngạo. Ngược lại quy công cho Quan Mở Bồ Tát cùng Thái Thượng Lão Quân, khi được ban thưởng cũng đều phân cho thuộc hạ của mình. Sau khi tạ ơn Ngọc Đế thì liền trở về Quán Giang Khẩu ẩn cư. Tăng Quốc Phiên nói, gặp nạn trước là do bản thân, có công trước hết để cho người khác hưởng. Đây là nền tảng của sự nghiệp. Có công lao phải học chia sẻ, có khó khăn phải dẫn đầu giải quyết. Người có tầng thứ càng thấp thì càng bảo vệ lợi ích của bản thân. Người có tầng thứ càng cao thì càng dễ buông bỏ lợi ích và dễ chia sẻ. Kết quả thu được lại lớn hơn lợi ích thiết thực. Lão Tử có nói, sinh nhi bất hữu, công thành nhi bất cư, sinh ra mà không sở hữu, công thành mà không lưu luyến. Bỏ ra cố gắng mà không tự khen ngợi, có công lao mà không kiêu ngạo, đây mới là một người có phẩm chất. Tài năng kia thế thì không tránh khỏi sự kiêu căng, trí huệ cao siêu không gì khác hơn là che giấu. Thành công cũng không kiêu căng, có công lao nhưng nguyện chia sẻ. Như vậy con đường phía trước mới rộng rãi thênh thang. Quỷ Cốc Tử còn nói, đạo của thánh nhân là ở chỗ biết ẩn giấu. Bồ Đề Tổ Sư cũng từng nhắc nhở Ngộ Không rằng, thành danh là nhờ mỗi ngày đều ở trong cảnh nghèo khổ, thất bại đa phần là những lúc đắc ý. Trong đời người thì hư vinh chính là thể hiện điều ác, khiêm tốn là ẩn chứa điều thiện. Khoe khoang quá độ, bất quá chỉ là biểu hiện của sự rỗng tuếch. Chỉ có ẩn giấu không lộ thì mới có thể tồn tại lâu dài. Vì sao người xưa nói, đầu của nam, cộng hòa nờ của nữ, có thể xem không thể sờ. Trong dân gian thường lưu truyền những câu tục ngữ, nó chính là một trong những đại diện của nền văn hóa đại chúng, chứa đựng trí tuệ của người xưa và những bài học kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày của họ. Mặc dù tục ngữ không thể hiện được sự tao nhã như thơ ca hay tản văn, nhưng nó luôn được lưu truyền và tồn tại trong hàng nghìn năm nay, và được người đời luôn thầm ngưỡng mộ từng câu chữ trong đó. Câu đầu của nam, chân của nữ, có thể xem không thể sờ, cũng là một trong những câu tục ngữ chứa đựng nhiều nội hàm sâu sắc mà người xưa để lại. Tại sao lại nói như vậy? Thời xưa, đàn ông thường để tóc dài, trong khi hầu hết phụ nữ sẽ bó bàn chân nhỏ. Điều này vô hình chung gây ra sự bất tiện trong di chuyển và thường không thể chạy lung tung. Trong mắt người xưa, đầu của người nam là bộ phận quan trọng nhất. Chỉ người thân hoặc trưởng bối mới được sờ vào đầu trẻ nhỏ. Khi người khác có mối quan hệ không thân mà chạm vào đầu người nam, thì điều đó được xem là không tôn trọng họ, thậm chí là coi thường đối phương. Vào thời cổ đại, thân phận của một người còn phụ thuộc vào quần áo và mũ mà người đó mang. Chiếc mũ được đội trên đầu thể hiện rất nhiều ý nghĩa trong đó. Vì vậy, không thể tùy tiện chạm vào đầu người nam, vì nó thể hiện lòng tự trọng của họ. Nếu ai tùy tiện chạm vào, nghĩa là đang thật sự xúc phạm họ. Đối với người nữ cũng vậy, thời xưa đôi chân của người nữ cũng rất được coi trọng. Khi người nữ đang rửa chân, thì không thể để người khác nhìn thấy, chứ đừng nói đến việc chạm vào. Và người ta thường nói sen vàng ba tấc, cũng là ý nói đến thẩm mỹ quan thời bấy giờ. Tất nhiên, phong trào bó chân nhỏ sau đó đã bị bãi bỏ. Nhưng ngay cả ngày nay, phụ nữ vẫn không ngừng chăm sóc đôi chân của mình.
họ thường sử dụng nhiều sản phẩm chăm sóc da khác nhau để tránh những hiện tượng không đúng đắn như nứt nẻ hoặc bong chóc da chân. Vì vậy, đối với phụ nữ, đôi chân quan trọng không kém gì đầu của nam giới, đều không được đụng tới. Ngoài ra, cũng có người cho rằng, đầu của người nam, chân của người nữ và eo lưng đều là những nơi tụ phúc khí trên cơ thể. Nếu ai đó chạm vào thì rất dễ bị mất đi phúc khí. Vì vậy, nếu ai có thể chạm vào đầu của người nam hoặc chạm vào chân của người nữ, nghĩa là mối quan hệ giữa hai người đó phải rất khăng khít. Nhưng dẫu sao thì nó vẫn không đúng đắn vì người xưa thường giảng về nam nữ thụ thụ bất thân. Tất nhiên, với sự thay đổi của xã hội, tư tưởng con người hiện đại đã khác trước rất nhiều. Ngày nay, giữa nam và nữ khi ứng xử với nhau, họ tự do vỗ vai nhau. Giữa những người bạn với nhau có thể chạm vào mặt, có khi chạm đầu, ôm eo, cũng là chuyện thường. Chỉ là ở nơi công cộng, vẫn phải chú ý, nam không chạm vào đầu, nữ không chạm chân. Đây là điều cấm kỵ trong phép xã giao ở nhiều nơi. Một chút bất cẩn có thể dễ khiến bạn bị nhầm lẫn là đang làm tổn thương đến lòng tự trọng đàn ông và quấy rối tình dục với phụ nữ. Bậc cao nhân luôn biết cách thu lại ánh hào quang của chính mình. Người xưa thường nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nếu một người mà tư tưởng bị giới hạn ở một ngưỡng nào đó, thì quả thật đáng tiếc. Ai có thể nhìn xa hơn một chút, ắt sẽ có thể thoát khỏi sự hạn chế của bản thân. Sinh mệnh cũng đạt đến một cảnh giới cao hơn. Tả Tông Đường, 1812-1885, là một nhân vật lịch sử thời nhà Thanh. Ông đam mê cờ vây và cũng là một trong những cao thủ thời đó. Cờ vây là một trò chơi dạng chiến lược trừu tượng, dành cho hai người chơi trong một ván. Trong đó mục tiêu là bao vây nhiều lãnh thổ hơn đối thủ. Trò chơi được phát minh ở Trung Hoa thời cổ đại vào hơn 2.500 năm trước, và được coi là trò chơi lâu đời nhất còn được tiếp tục chơi cho đến ngày nay. 1. Nước sâu thì chảy chậm, người điềm tĩnh đích thị cao nhân. Một lần nọ khi đang dẫn binh sĩ ra trận, Tả Tông Đường đi ngang qua một túp lều có treo tấm biển ghi rõ: thiên hạ đệ nhất kiện tướng cờ vây. Đối với người được xem là một trong những cao thủ cờ vây, thì đây là một thách đố. Tả Tông Đường trong lòng không phục, ông bước vào nhà tỏ ý muốn thách đấu với người treo tấm biển kia. Họ đấu với nhau 3 trận, kết quả Tả Tông Đường toàn thắng cả 3 ván. Mọi việc đã quá rõ, Tả Tông Đường cười sảng khoái: giờ nhà ngươi hãy gỡ tấm bảng hiệu đó xuống đi. Ông vô cùng tự tin vào danh hiệu cao thủ cờ vây và cảm thấy thỏa mãn trước chiến thắng của mình. Vị chủ nhà điềm tĩnh mỉm cười, nghiêng mình cung kính tiễn Tả Tông Đường ra trận. 2. Nghĩ cho đại cuộc. Với khí thế đang lên, Tả Tông Đường cùng quân đội của mình đã thắng một trận lẫm liệt. Trên đường trở về, họ lại ghé ngang qua căn nhà chòi. Vị tướng rất tò mò, muốn xem tấm biển thiên hạ đệ nhất kiện tướng cờ vây đã được gỡ xuống chưa. Nhưng quá ngạc nhiên, nó vẫn được treo trên mái chòi. Tả Tông Đường bước vào hỏi lý do tại sao tấm biển vẫn chưa được hạ xuống. Vì danh hiệu đệ nhất kiện tướng cờ vây từ lâu đã không còn thuộc về vị chủ căn nhà này. Vị chủ nhà một lần nữa điềm tĩnh, bảo rằng ông ta vẫn là thiên hạ đệ nhất cờ vây, và ngỏ ý đánh thêm 3 trận nếu Tả Tông Đường không phục. Không chút do dự, vị tướng quân nhận lời và nhanh chóng bước vào cuộc chiến phân chia cao thấp. Trong cả 3 trận này, Tả Tông Đường đều thua một cách tâm phục khẩu phục trước kỹ năng chơi cờ của đối thủ. Ông vừa bàng hoàng, vừa ngạc nhiên hỏi, tại sao lại có thể như thế được?
vẫn điềm tĩnh như lúc thua ba ván cờ lần trước. Vị chủ nhà đáp, vì lần trước tướng quân có nghĩa vụ điều dắt binh sĩ ra trận, nên tại hạ không thể làm nao núng tinh thần của ngài. Giờ đây, ngài đã trở về trong vinh quang nên tại hạ quyết định chơi hết mình để phân rõ đâu là thiên hạ đệ nhất. Tả Tông Đường hiểu ra ngay, cung kính hành lễ và chào tạm biệt cao nhân. Qua câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy, bậc cao nhân thật sự là những người có thừa khả năng giành chiến thắng, nhưng không phải lúc nào cũng nhất định phải thắng. Họ có tài năng, đồng thời cũng có suy nghĩ rất sâu sắc. Họ biết nhìn xa trông rộng, nghĩ cho người khác để không phá hỏng đại sự. Thay vì tâng bốc bản thân, họ sẵn sàng nghiêng mình nhường người một bước, từ đó đưa ra phương án xử lý phù hợp nhất. Vậy mới nói, người xưa có câu, bậc cao nhân rất biết cách thu lại ánh hào quang của chính mình. Quy luật kỳ diệu của cỏ lông nhọn, mất nửa năm để chuẩn bị cho sự trưởng thành. Không có con đường tắt nào dẫn đến thành công mà không trải qua khổ luyện. Một người muốn đạt được thành tựu nào đó, đều cần phải nỗ lực rất nhiều, thất bại vô số lần, qua đó mà tích lũy được kinh nghiệm quý giá, trải đường cho tương lai sau này. Trong buổi hòa nhạc, một nhạc sĩ đã khiến khán giả bị mê hoặc bởi kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình. Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, một nhà phê bình âm nhạc đã bước tới chào ông và khen ngợi vị nhạc sĩ rằng ông là thiên tài hiếm có trong thế kỷ. Nhạc sĩ nghe xong liền nói, ai cũng muốn dùng từ thiên tài khi xem những màn trình diễn thành công của tôi. Nhưng họ không biết rằng, một thiên tài đã phải làm việc chăm chỉ đến mức nào mới có được danh tiếng. Quy luật của cỏ lông nhọn. Trên thảo nguyên châu Phi thường mọc lên một loại cây có tên là cỏ lông nhọn. Cỏ lông nhọn còn được gọi là vua thảo nguyên, nhưng quá trình sinh trưởng của nó rất khác so với các loại cây thông thường. Trong 6 tháng đầu, cỏ lông nhọn gần như là loại cỏ ngắn nhất. Khi mùa xuân đến chúng sẽ đua nhau mọc, nhưng cỏ lông nhọn chỉ cao cỡ một gang tay, trông rất yếu ớt và đáng thương. Người ta thậm chí khó có thể quan sát được dấu hiệu sinh trưởng của chúng. Nhưng nửa năm sau, khi mùa mưa đến, nhờ nước mưa mà cỏ lông nhọn đua nhau mọc lên như được ai đó phù phép. Mỗi ngày nó đều sinh trưởng rất nhanh, và chỉ trong vài ngày, cỏ lông nhọn có thể cao tới hơn 2 mét, tạo thành một bức tường cỏ kiên cố. Tại sao cỏ lông nhọn lại có thể mọc nhanh đến vậy? Điều này là do trong nửa năm trước, khi các loại cây khác đang gấp rút mọc lên, thì cỏ lông nhọn đã đi theo một con đường khác. Nó vẫn tiếp tục bám rễ sâu vào lòng đất. Theo nghiên cứu, rễ của nó có thể dài tới 28 mét dưới mặt đất. Chính nhờ những bộ rễ bám sâu như vậy, mà cỏ lông nhọn có thể hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng và nước ở trong đất. Điều này khiến người ta cảm thấy cỏ lông nhọn như phát triển rất thong thả, nhưng thực ra nó đang âm thầm mở đường cho tương lai của chính nó. Bình tĩnh tích lũy sức mạnh và chờ đợi thời cơ cuối cùng đến, chính là một cơn mưa lớn. Cỏ lông nhọn tập trung phát triển về bên trong. Trong khi những cây cỏ khác đang lắc lư hút mắt vạn vật, thì cỏ lông nhọn cũng không hề bị ảnh hưởng, càng không muốn tranh đoạt với người khác. Nó chỉ tập trung tích lũy cho chính mình và phát triển ổn định. Đợi khi cơn mưa lớn ập đến, cỏ lông nhọn cuối cùng cũng bộc phát sức mạnh đã tích lũy từ lâu. Nó sừng sững trước mưa gió, mọc ngược với xu thế, chớp mắt một cái đã tạo nên một cảnh tượng kỳ diệu. Đối với hầu hết mọi người, họ chỉ nhìn thấy cỏ lông nhọn phát triển rất nhanh trong thời gian ngắn, mà không biết được rễ cây của nó đã phải bám ở sâu trong đất như thế nào, làm sao để nó có thể phát triển nhanh chóng, đồng thời chống lại được sự xâm hại của mưa bão.
Thực ra câu chuyện về nhạc sĩ tài ba kể trên và cỏ lông nhọn không hẹn mà cùng nhắc nhở cho chúng ta rằng thành công và kỳ tích mà ai cũng ngưỡng mộ ấy đều đến từ sự nỗ lực của chính mình. Chúng ta không cần phải lo lắng rằng mọi sự cố gắng vì sao không được đền đáp, bởi tất cả nỗ lực ấy từng chút một đều sẽ được tích lũy cho tương lai sau này. Sự khác biệt lớn nhất giữa thành công và thất bại không nằm ở chỉ số IQ và năng lực, mà là sự bền bỉ và kiên trì. Đại văn hào Tagore từng nói, ánh sáng ở ngay trước mắt. Chỉ cần bạn có thể chịu đựng nỗi đau và bước qua trùng trùng bóng tối, gánh nặng của bạn sẽ trở thành một món quà, và đau khổ của bạn sẽ soi đường cho bạn. Cầu mong cho những người đang theo đuổi lý tưởng của mình, dù gặp bất kỳ đau khổ nào trong cuộc sống, sẽ biết biến nó thành ngọn đèn sáng trong tương lai, soi sáng con đường phía trước cho chính mình. Bốn câu ngạn ngữ thể hiện trí tuệ của người xưa. Trong bất kể nền văn hóa nào cũng đều có những câu ngạn ngữ của riêng họ. Ngạn ngữ chính là những câu nói phổ biến được lưu truyền trong dân gian, là biểu hiện của tri thức, kinh nghiệm, tư tưởng và giáo dục của người xưa. Tương tự nhưng khác với ngạn ngữ, còn có thành ngữ và ngụ ngôn. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bốn câu ngạn ngữ thường gặp. 1. Lạnh, chớ dựa vào đèn. Khốn khó, chớ dựa vào người thân. Con người sống ở đời thường rất coi trọng tình thân, nghĩa là những người có cùng quan hệ huyết thống với nhau thường sẽ tạo thành một thể. Tình cảm con người đôi khi có sức mạnh rất lớn, vì vậy mới có những câu tục ngữ như tình người lớn hơn vương pháp. Tuy nhiên, để duy trì mối quan hệ thân tình này cũng cần có điều kiện. Đó là điều kiện sống giữa những người thân thích với nhau là không thể quá chênh lệch. Cổ nhân khi nói về người thân, luôn chú ý đến nguyên tắc môn đăng hộ đối. Là người thân, vốn nên đồng cam cộng khổ. Nhưng trong một số trường hợp, đôi khi lý tưởng đó có thể bị thực tế phá vỡ. Xưa có câu người nghèo dù ở thành thị náo nhiệt cũng không có ai hỏi, còn người giàu dù ở trong núi sâu cũng có họ hàng xa. Một người đang gặp khó khăn thường sẽ bị người ta khinh rẻ. Do đó, trong trường hợp này, người thông minh sẽ chọn cách im lặng, không tạo thêm hỗn loạn cho người khác, cũng như không tạo thêm ấm ức cho chính mình. Lạnh, chớ dựa vào đèn. Khốn khó, chớ dựa vào người thân. Một ngọn đèn nhỏ như hạt đậu, không thể sưởi ấm được thân thể lạnh cóng trong đêm đông. Cũng tương tự như một người mà có người thân thích giàu có, thì cũng chỉ như ánh sáng nhỏ của ngọn đèn, không thể thỏa mãn được hết kỳ vọng của bạn. Vì vậy, tốt hơn hết là nên lặng lẽ tránh xa họ và giữ lại cho mình chút tự tôn của người nghèo. Thà ăn cháo mà vui vẻ, còn hơn ăn cơm mà cau có. Người nghèo không dựa người giàu, mưa rơi không đọng chỗ cao đều có ý nghĩa như vậy. 2. Về hưu không có tiền, lúc khó khăn chớ tìm người thân. Về hưu không có tiền, lúc khó khăn chớ tìm người thân, ý của câu ngạn ngữ này rất giống với hàm ý của câu ngạn ngữ trước. Đều là nói về con người cần biết quý trọng mình và có lòng tự tôn. Đôi khi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu thực ra chỉ là câu khẩu hiệu mà thôi. Người ta đều nói nhân vi ngôn khinh, nghĩa là người có tư cách thấp, lời nói sẽ không được coi trọng. Khi không có tiền, không có quyền lực thì đừng tìm kiếm sự cứu giúp, vì có tìm kiếm cũng chẳng được gì. Không những không được đồng cảm mà còn khơi dậy sự phản cảm. Lộ mặt một lần mà cả đời bị chê trách, đây là một tổn thất không đáng. Đều nói trong hoạn nạn mới thấy chân tình. Những người thân, bạn bè thật lòng muốn quan tâm đến bạn, thì khi bạn gặp khó khăn,
dù không chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ, họ cũng sẽ chủ động giúp bạn khi hoạn nạn. Kết thúc này là có hậu cho tất cả mọi người. 3. Trời không mưa cả tháng, người không nghèo cả đời. Nghèo không có gì đáng sợ, mà đáng sợ chính là mất đi ý chí. Người xưa từng có câu, nghèo chớ mất ý chí, giàu chớ có điên cuồng. Cách tốt nhất để tôn trọng bản thân là thay đổi hiện trạng thông qua những nỗ lực của chính mình. Trong tục ngữ ở vùng nông thôn cũng có câu rằng, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Mặc Tử cũng nói rằng quan vô thường quý, dân vô trung tiện. Nghĩa là, một vị quan không nhất định cả đời làm quan, còn dân thường không nhất định phải nghèo hèn cả đời. Nhìn chung những câu ngạn ngữ nổi tiếng mà người xưa để lại, đều đang nói với con người một triết lý rằng, không ai giàu có vĩnh viễn, cũng không ai nghèo đói vĩnh viễn. Thực ra không sợ đường dài, chỉ sợ chí ngắn. Không sợ núi cao, chỉ sợ chân yếu. Chỉ cần bạn nỗ lực, thành công sẽ không còn xa. 4. Lão nhân bất giảng cổ, hậu sinh hội thất phổ. Cổ dùng để chỉ những thứ ở thời cổ xưa và những thứ trong quá khứ. Hậu sinh dùng để chỉ thế hệ trẻ, những người trẻ tuổi. Còn thất phổ nghĩa là làm mất đi các tiêu chuẩn và nguyên tắc. Cả câu trên tóm lại có nghĩa là, nếu người già không kể những việc đã qua, thì người trẻ sẽ mất nguyên tắc khi hành xử. Sự phát triển của loài người là không thể tách rời việc truyền dạy kinh nghiệm từ đời này sang đời khác. Ông bà ta truyền kinh nghiệm cho cha mẹ, rồi cha mẹ truyền kinh nghiệm cho chúng ta. Nếu nhìn rộng ra thì có nghĩa là bao thế hệ đã đúc kết kinh nghiệm. Và sau đó lại truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, để cho các thế hệ tương lai tránh đi đường vòng. Lão nhân bất giảng cổ, hậu sinh hội thất phổ nói về tầm quan trọng và sức mạnh của những câu chuyện truyền miệng để làm gương trong giáo dục. Giúp đỡ người khác chính là đang giúp bản thân mình. Đôi khi, những hành động tử tế không mong đợi báo đáp lại tác động sâu sắc đến những người được giúp đỡ. Dưới đây là hai câu chuyện về việc lòng tốt có thể cảm hóa được tâm con người, và đó là món quà vô giá. 1. Lòng tốt của một đứa trẻ. Có một người phụ nữ độc thân chuyển đến sống tại một căn hộ mới. Cô phát hiện ra hàng xóm cạnh nhà là một gia đình nghèo khó. Gia đình ấy gồm một quá phụ, tự thân nuôi nấng hai con nhỏ của mình. Một đêm nọ, cả khu vực nơi đó bị mất điện. Người phụ nữ liền thắp nến để soi sáng trong nhà. Không lâu sau đó, có người tới gõ cửa nhà cô. Mở cửa ra cô mới biết đó là một cậu con trai của vị quá phụ sống cạnh bên. Bé trai lịch sự khẽ gật đầu chào và hỏi cô trong ái ngại, nhà cô có nến không ạ? Người phụ nữ khi này liền nghĩ thầm, nhà họ nghèo đến mức không mua nổi nến ư? Không thể cho họ mượn được, nếu không họ sẽ sang mượn nhiều thứ khác. Không, cô to tiếng đáp lại và chuẩn bị đóng cửa. Nghe thấy lời của người phụ nữ, mặt cậu bé bỗng rạng rỡ lên. Cậu nói, cháu biết cô không có nến mà. Sau đó liền rút ra hai cây nến và bảo, mẹ con chúng cháu đều lo vì cô chỉ sống một mình, nên muốn ghé qua để xem cô có sao không. Vì nghĩ là cô không có nến nên cháu đã đem cho cô hai cây đây ạ. Người phụ nữ chợt bàng hoàng, hổ thẹn đồng thời bị cảm động bởi lòng tốt của gia đình nhà cậu bé. Cô ôm chặt đứa bé và rơi lệ. 2. Chuyến trú tạm tại nhà nghỉ của cặp vợ chồng già. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi tối muộn đêm mùa xuân. Có một cặp vợ chồng già bước vào nhà nghỉ để tìm phòng trú tạm qua đêm. Thật không may,
nhà nghỉ đã không còn phòng trống. Nhân viên lễ tân tại quầy không thể chịu được khi nghĩ đến cảnh hai vợ chồng đã có tuổi, phải đi loanh quanh tìm phòng trống vào giờ muộn như vậy. Anh bèn dẫn họ đến một căn phòng và nói, đây không phải là căn phòng tốt nhất, nhưng ít ra hai vị sẽ có một nơi để trú tạm qua đêm nay. Người chồng nhìn vào căn phòng được bố trí gọn gàng và vui vẻ đồng ý trú tạm tại đây. Ngày hôm sau, khi họ ra làm thủ tục trả phòng tại quầy lễ tân và thanh toán tiền, thì anh chàng tiếp tân từ chối và nói, không cần phải trả tiền đâu ạ. Căn phòng mà ông bà dùng đêm qua là phòng của tôi. Chúc hai vị sẽ có một chuyến đi thượng lộ bình an. Lúc đó hai vợ chồng kia mới biết, anh chàng tiếp tân đã nhường phòng ngủ của anh cho họ, còn bản thân thì nằm ngủ tại quầy lễ tân suốt đêm hôm đó. Người chồng đã vô cùng cảm động sau khi biết chuyện. Ông nghe nhàng bảo, cậu là nhân viên quản lý trao phòng chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp, rồi cậu sẽ được trao thưởng cho điều này. Vị tiếp tân mỉm cười, tiễn cặp vợ chồng ra đến cửa và chào tạm biệt họ. Anh không hề nghĩ nhiều đến điều gì sẽ xảy ra sau đó. Một ngày nọ, anh nhận được lá thư chứa kèm một tấm vé máy bay một chiều tới New York. Anh làm theo chỉ dẫn được ghi trong lá thư và dừng chân trước một tòa nhà cao lớn. Lúc này anh ngạc nhiên khi biết rằng cặp vợ chồng già mà anh đã giúp đỡ trước đó thực chất là một vị tỷ phú. Người đàn ông giàu có này đã quyết định mua một khách sạn rộng lớn sau lần gặp mặt anh chàng tiếp tân. Sau đó ngỏ ý gửi cho anh lá thư để mời anh đến làm việc, vì ông tin rằng anh sẽ thay ông làm tốt khâu quản lý khách sạn này. Đây cũng chính là câu chuyện kinh điển của khách sạn Hilton và vị quản lý đầu tiên của họ. Hai mẩu chuyện nhỏ, nhưng đã giúp chúng ta thấy được một điều, đó là khi cho đi vô điều kiện, thì sẽ nhận được những điều tốt đẹp ngoài mong đợi. Chỉ cần có tấm lòng lương thiện, làm việc gì cũng nghĩ đến người khác một chút thì cuộc sống nhất định không bạc đãi chúng ta. Phương pháp hủy hoại một người nhanh nhất chính là để họ nhàn rỗi. Có người nói rằng, nếu bạn muốn xem một cá nhân có ưu tú hay không, hãy cứ nhìn họ làm gì trong lúc nhàn rỗi. Thật ra câu nói này hoàn toàn có căn cứ. Trên đời này có những người thật sự luôn bận rộn. Họ thường tận dụng khoảng thời gian dành của mình để đọc sách, nghiên cứu hoặc sáng tác. Nhưng cũng có người cả ngày không làm gì cả, và thật ra họ đang lãng phí thời gian của chính mình. Nhàn rỗi không phải phúc khí của một người, mà ngược lại, phương thức nhanh nhất để hủy hoại một người chính là để họ nhàn rỗi. Tiểu thuyết gia Roman Rowlands từng nói, gánh nặng lớn nhất trong cuộc sống không phải là công việc, mà là sự buồn chán. 1. Nhàn rỗi biến chúng ta trở thành người vô dụng. Có một cô gái sau khi tốt nghiệp đại học xong, xin vào làm cho một công ty lớn với trình độ học vấn khá cao. Người này cứ nghĩ rằng cuộc sống như vậy là yên ổn. Sau khi hoàn thành xong công tác của mình, cô về nhà chỉ thong thả xem phim truyền hình. Trong khi đó, một đồng nghiệp khác bên cạnh cô ấy vẫn rất bận bịu nghiên cứu và học tập sau giờ làm việc. Cô ấy thường cười chế nhạo người đó, cho rằng trình độ học vấn của người khác không bằng mình, dù có nỗ lực đến đâu cũng chẳng có ích gì. Nhưng dù công việc của họ đều như nhau, đều phải đi làm đúng giờ mỗi ngày, giải quyết công việc cũng tương tự nhau, nhưng chỉ khi đến cuối ngày mới có thể phát hiện tài năng của ai là biểu lộ rõ. Thế là sau 5 năm, dưới sức ảnh hưởng của hoàn cảnh nghề nghiệp, công ty đang phải đối mặt với những cải cách và cần sa thải nhân viên. Cô ấy mặc dù có trình độ học vấn cao nhưng lại bất ngờ nằm trong danh sách đó. Lúc ấy mới phát hiện rằng, đối mặt với lớp thế hệ trẻ, thể lực và trí lực của mình thôi chưa đủ, mà kinh nghiệm tích lũy qua hàng mấy năm mới là cốt lõi.
mặc dù đã tốt nghiệp xong 8 năm. Nhưng cô ấy vẫn không có gì tiến bộ hơn so với khi mới tốt nghiệp. Trong khi đó thế hệ trẻ ngày càng có rất nhiều nhân tài mới nổi lên. Do đó cô cũng gặp phải không ít những thử thách và trắc trở khi cạnh tranh với họ. Thực ra cuộc sống cũng giống như đang chèo thuyền ngược dòng. Nếu bạn không tiến lên thì ắt sẽ thụt lùi. Trong thế giới của những người tài giỏi và xuất chúng, bạn phải không ngừng nâng cao giá trị của chính mình. Cảm giác ấm áp khi nằm trên giường sẽ không ấm áp bằng tương lai mai sau. Câu chuyện trong sách luôn có những bài học cuộc sống mà bạn sẽ được học. Sự dễ dãi và tham lam chỉ khiến cho cuộc sống trở nên chai sạn. Mọi người thường than thở rằng khủng hoảng tuổi trung niên đã khiến họ mất đi cảnh giác. Nhưng trên thực tế, trước khi nó đột ngột xảy đến, bạn đã có vô số cơ hội để khủng hoảng không tìm đến bạn. Nhưng có lẽ, chính vì bạn đã chọn lựa sự dễ dàng nên đã tạo cho nó cơ hội tấn công bạn. 2. Nhàn rỗi là điều đáng sợ nhất trong cuộc đời. Con người sống cần cố gắng để bản thân đạt đến trình độ cao nhất, sau đó lại càng không được để bản thân mình nhàn rỗi. Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc, Thẩm Tòng Văn từng nói, tôi sợ nhất cuộc đời là để mình nhàn rỗi và đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Học trò của ông là Uông Tăng Kỳ từng mô tả Thẩm Tòng Văn trong một bài báo như sau. Mùa đông trong nhà không có lửa để sưởi ấm nên ông đã cuốn chăn bông quanh người và vẫn tiếp tục viết. Trong những năm cuối đời, ông cũng không muốn dành thời gian để nghỉ ngơi, mà đã biên soạn ra cuốn nghiên cứu về phục sức Trung Quốc cổ đại do ông tham khảo từ một lượng lớn tài liệu và nghiên cứu nó. Ông đã luôn viết trong khi những người khác đang hưởng thụ, và ông vẫn viết khi có ai đó chất vấn và chỉ trích ông. Hãy để sự bận rộn trở thành trạng thái bình thường của cuộc sống. Đó là cách duy nhất để bạn nhận ra giá trị của nó. 3. Người nhàn rỗi thì nhiều buồn bã, người lười biếng thì nhiều bệnh tật. Không để mình nhàn rỗi không phải là điều xấu như người ta vẫn thường nói, mà đó là một phần thưởng đến từ trời cao. Leo lên 10 bậc thang mà không tốn một hơi là điều khó làm được ngay cả với một thanh niên. Nhưng cụ Lý Thiệu Lỗ 91 tuổi lại làm được điều đó. Bí quyết để ông giữ gìn sức khỏe cường tráng như thế chính là đừng để mình nhàn rỗi. Sáng nào ông cũng dậy từ 7 giờ. Sau đó tập thể dục một tiếng. Ăn sáng lúc 8 giờ. Đi dạo và quay về đọc báo lúc 9 giờ 30 phút. Nghe nhạc vào buổi chiều, luyện thư pháp, tiếp tục tập thể dục trong một giờ nữa, và sau đó là dành thời gian để giúp vợ việc nhà. Có câu, người nhàn rỗi nhiều buồn bã, người lười biếng nhiều bệnh tật, người bận rộn thế mới vui. Thực sự là như vậy, khi một người nhàn rỗi, tinh thần và thể chất của người đó sẽ như bị tra tấn và dày vò. Con người trong lúc nhàn rỗi có thể dễ dàng suy nghĩ tiêu cực và đổ lỗi cho bản thân. Còn sự lười biếng về thể chất cũng sẽ khiến sức khỏe chúng ta ngày càng sa sút và tự dằn vặt chính mình. Ngược lại, bận rộn lại là một liều thuốc quý trên thế gian. Từ trước tới nay, bận rộn luôn là khởi đầu cho một cuộc sống năng động. Nhà văn Nhật Bản Kazuo Ishiguro từng nói, khi tôi nhìn lại cuộc đời mình khi tuổi già và thấy rằng mình đã dành cả đời để ghi lại những vẻ đẹp độc đáo của thế giới. Tôi tin rằng mình hài lòng với nó và không ai có thể khiến tôi nghĩ rằng mình đã lãng phí khoảng thời gian đó. Còn có câu chuyện về một nhóm cụ già ở Đài Loan với độ tuổi trung bình là 81 tuổi. Đi xe máy vòng quanh Đài Loan đã khiến nhiều người xúc động. Họ đã khởi hành cùng nhau từ Bắc tới Nam, từ sáng đến tối, vòng quanh hòn đảo trong 13 ngày. Hai người trong số họ bị ung thư, 4 người cần máy trợ thính, 8 người bị bệnh tim và mỗi người đều bị thoái hóa khớp. Thực ra những gì họ làm đều không hề liên quan đến tuổi tác.
họ có thể chọn cách sống khi cuối đời là ở yên trong bệnh viện, hay dũng cảm bước ra ngoài cũng là một cách. Cuộc sống vốn dĩ luôn bộn bề khó khăn, nhưng dù vất vả thế nào thì nếu có kiếp sau, nhiều người vẫn sẽ chọn cách sống tràn trề năng lượng như vậy, vì chỉ có thế bạn mới nhận ra giá trị thật sự của cuộc sống. 4. Cuộc sống quá nhàn rỗi thực sự là một thảm họa. Nhà văn người Áo, Việt Nguyễn từng nói, mỗi một món quà do số phận trao tặng đều có giá trị ẩn giấu sau nó. Có một người đàn ông ở Anh. Anh ta từ một người công nhân đổ rác nghèo bỗng trở thành một triệu phú, bởi anh ta may mắn trúng một giải thưởng. Sau đó anh ta đã bỏ việc, tiêu xài hoang phí để mua xe sang, sử dụng ma túy, mại dâm và cờ bạc. Chỉ trong vòng 7 năm, anh ta tiêu mất 9,7 triệu bảng Anh và trở thành một kẻ bần cùng. Cả vợ và con gái cũng đều bỏ rơi anh ta. Rõ ràng vật chất chỉ có thể thỏa mãn niềm hạnh phúc nhất thời của một người. Khi con người sống trong những lạc thú và buông thả, sẽ rất khó để họ nhận ra niềm hạnh phúc chân thật từ con tim. Bởi khi nhàn rỗi, bạn có thể sẽ cảm nhận được niềm vui trong một khoảng thời gian. Nhưng sự trống trải này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Đến một ngày nào đó nó sẽ khiến bạn cảm thấy nhàm chán. Bận rộn có thể rất mệt mỏi. Nhưng nếu bạn biết cách sắp xếp và chia thời gian thành nhiều phần nhỏ, điều đó có thể sẽ cho phép bạn đạt được nhiều thứ. Chẳng hạn như sự giàu có, hạnh phúc và viên mãn bên trong tâm hồn. Trong hàng chục năm cuộc đời, chúng ta nên để lại một cái gì đó cho thế giới này. Đừng bao giờ coi sự nhàn rỗi như một món quà trời cho. Những thứ khiến bạn thích thú, vui sướng một ngày nào đó nó sẽ hủy hoại bạn. Tất nhiên, quá bận hoặc quá nhàn rỗi đều không nên. Trong bận có được sự nhàn rỗi, trong nhàn rỗi có được sự bận rộn. Có việc gì đó để làm, có người để yêu thương, có điều gì đó để mong đợi. Ấy chính là trạng thái trọn vẹn nhất của cuộc đời. Khi bạn bắt đầu hiểu được cách trân trọng thời gian, biết tận dụng thời gian và sắp xếp thời gian một cách hợp lý, nghĩa là bạn đang kéo dài tuổi thọ của chính mình, nâng cao giá trị của cuộc sống. Cái gọi là sống hết mình đó chính là chúng ta không bao giờ buông xuôi mọi giai đoạn của cuộc đời. Hai câu chuyện về lòng tốt chứng minh rằng làm việc thiện thì không cần người khác biết. Sự tử tế thật sự không phải là điều gì đó mà ta cố tình thể hiện cho người khác thấy, mà nó là điều sẽ khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc và tự nhiên. Nếu không, thì hành vi tử tế đó có chăng chỉ là tham vọng dưới ánh hào quang, là ý đồ xấu xa không hơn không kém. 1. Vị thầy giáo tốt bụng. Có một cậu học sinh, khi còn nhỏ gia đình rất nghèo, thậm chí cả nhà không có một chỗ để tắm. Vì vậy cứ vào mùa hè, mỗi lần muốn tắm là cậu phải đi ra bờ sông. Nhất là mỗi khi tiết trời vào đông, nước sông rất lạnh, do đó cậu thường phải tắm rất lâu mới xong. Một hôm nọ, nhà trường phân công thầy giáo chủ nhiệm mới đến dạy lớp của cậu. Vì thầy giáo công việc bận rộn, nên thường nhờ cậu và một bạn học sinh nữa đến nhà phụ thầy làm than đốt. Khi làm than xong, thầy thường cho các cậu đi tắm nước nóng để cảm ơn sự giúp đỡ trước khi các cậu về nhà. Còn cậu học sinh, mỗi lần được đến nhà giúp thầy như vậy, cậu đều cảm thấy rất vui. Và đương nhiên thầy giáo cũng thường xuyên nhờ cậu đến giúp. Nhiều năm sau, tại một bữa tiệc, cậu học sinh nghèo năm nào nay đã đạt được chút thành tựu trong sự nghiệp. Cậu bèn tự hào khoe những việc làm trước kia của mình với mọi người trong sự đắc ý. Đến khi kết thúc bữa tiệc, con gái của thầy giáo chủ nhiệm cũng có mặt ở đó. Cô đã nhắn tin cho cậu ta rằng, thực ra mục đích của bố tôi không phải là để anh đi làm việc đó, mà ông ấy muốn để anh có chỗ tắm,
nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, cậu xúc động đến rơi nước mắt. Sau đó cậu phát hiện, thầy giáo đã đối xử rất tốt với cậu trong nhiều năm như vậy, thế mà cậu không hề hay biết. Người thầy giáo này không những đã giúp cậu học sinh giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, mà còn dụng tâm cẩn thận bảo vệ nhân phẩm cho cậu, giúp đỡ cậu đủ bề. 2. Vị giám khảo cuộc thi hát có trái tim nhân hậu. Trong một cuộc thi hát nọ, có một thí sinh khi giới thiệu về bản thân, cậu ta có vẻ rất ngượng ngùng khi nói rằng mình là một ca sĩ tổ chức sự kiện. Có một vị giám khảo ngồi bên dưới nghe không hiểu, nên hỏi lại anh ta, ca sĩ tổ chức sự kiện là gì? Sau đó, vị giám khảo kế bên thản nhiên đáp, đó là khi một tòa nhà lớn tổ chức sự kiện, họ sẽ khai màn và cắt băng rôn, thì đúng lúc đó ca sĩ sẽ đợi để biểu diễn tiết mục của mình. Vị giám khảo kia nghe xong, nhanh chóng trả lời, ồ, thế thì cũng chẳng khác gì với chúng ta. Lời nói thông minh của vị giám khảo đã khéo léo giải quyết sự tự ti và xấu hổ cho các thí sinh. Đồng thời ông ấy đã âm thầm bảo vệ lòng tự trọng cho họ. Điều này đã làm cho cả bầu không khí của cuộc thi trở nên ấm áp. Vậy nên lòng tốt thật sự có thể làm cho mọi người xung quanh cảm nhận được rằng mọi thứ tuy giản dị nhưng đong đầy tình người. Người xưa từng có câu, điều ác, sợ người biết, liền biến thành đại ác. Điều thiện, muốn người biết, không phải là thiện thật sự. Thiện ý không chỉ là cần phải có một trái tim nhân hậu, mà còn cần cả sự đồng cảm. Nói ví dụ đơn giản thế này, có một trường hợp nọ, khi đó các doanh nhân nhận tài trợ cho trẻ em nghèo vùng núi. Tiếp đó một buổi lễ quyên tặng sẽ được tổ chức tại sân thể thao của trường, với sự tham gia và chứng kiến của toàn thể giáo viên và học sinh. Những doanh nhân này thường chất một đống tiền mặt mà họ sẽ quyên góp thành một quả núi nhỏ, rồi gửi thông báo đến các báo đài và phóng viên để họ đến chụp ảnh về những đứa trẻ cùng đống tiền đó. Những hoạt động phúc lợi công cộng như thế vẫn luôn nối tiếp nhau diễn ra hàng năm. Trong những buổi lễ như vậy, những doanh nhân thường sẽ mặc vest chỉnh tề, nở nụ cười chuẩn mực và nhìn vào máy quay. Còn những đứa trẻ thì đương nhiên là rất khó để làm quen với hoạt động lớn như thế. Do đó, chúng chỉ có thể cúi đầu, nắm lấy góc áo mà run rẩy lập cập, vẻ mặt đầy lo lắng. Vậy mà vẫn chưa xong, những đứa trẻ sau khi chụp ảnh xong, còn phải nhìn thẳng vào máy quay để kể ra hoàn cảnh gia đình mình khốn khó thế nào. Việc làm này đã khiến nhiều trẻ em đánh mất đi sự lạc quan và tự tin của chúng. Kết quả là mặc dù các em nhận được sự giúp đỡ về tài chính, nhưng thay vào đó là đổi lấy sự mặc cảm và tự ti. Những điều mà các doanh nhân này làm, thật sự không phải là lòng tốt, mà là tham vọng dưới ánh hào quang. Đó càng không phải là thiện ý, mà là ý đồ xấu xa được che giấu dưới lớp vỏ bọc của lòng tốt. Gia đình muốn thịnh vượng thì lời nói của người đàn ông là mấu chốt. Ngôn ngữ là phương thức truyền đạt suy nghĩ và tình cảm của con người. Hơn nữa còn được ví như phong thủy có thể ảnh hưởng đến sự thịnh suy của một gia đình. Trong khi đó, đàn ông lại được xem là trụ cột. Do đó lời mà đàn ông nói ra nhất định cần phải cẩn trọng. Là một người đàn ông, chủ của một căn nhà, chuyện phiền não chắc hẳn sẽ rất nhiều. Trách nhiệm công việc cũng rất lớn, do đó áp lực là không hề nhỏ. Trên phương diện gia đình còn phải chăm sóc cha mẹ con cái. Vậy nên rất nhiều người sẽ vì một vài chuyện nhỏ mà nhanh phát hỏa, chán nản, cáu kỉnh. Nhưng càng là thế, đàn ông lại càng phải duy trì được trạng thái bình tĩnh, rộng lượng, nhẫn nại và lạc quan.
Tóm lại, khi một người đàn ông có thể làm được 3 điều dưới đây, thì cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cả đời viên mãn suôn sẻ. 1. Không nói những lời cay độc với vợ mình. Cổ nhân có câu, đàn ông là trời, phụ nữ là đất, thiên thời địa lợi, chuyện gì cũng thành. Một cuộc hôn nhân mỹ mãn không phải dựa vào việc nói xấu vợ. Người đàn ông cần hiểu được cách quản lý cảm xúc, tính cách hào phóng, không cần đo đong đếm với người khác. Ngược lại, nếu một người đàn ông thường xuyên vì những chuyện nhỏ nhặt mà phân tranh với vợ, đầu óc hạn hẹp, thì rất khó để làm chuyện lớn. Sự tương tác giữa vợ chồng với nhau tựa như cái nồi và cái thìa, khó tránh những xung đột va chạm. Nếu chuyện gì cũng tranh chấp không ngừng nghỉ thì chỉ khiến hai bên đều phải chịu tổn thất. Thông thường mà nói, trong tình cảm thì người đàn ông thường suy nghĩ lý tính, còn phụ nữ thì suy nghĩ cảm tính. Đàn ông coi trọng thật giả đúng sai, còn phụ nữ thì đắn đo giữa yêu và không yêu. Giảng lý thì không sai, nhưng nhà vốn không phải là nơi để giảng đạo lý. Trong Chu Tử Giao Huấn có nói, cư gia giới tranh tụng, tụng tắc trung hung. Vợ chồng cãi vã dễ dẫn đến tan nhà nát cửa, dù bên nào thắng, cũng chẳng phải chuyện tốt cho gia đình. 2. Không tùy tiện chửi con. Người Trung Quốc trong việc giáo dục con cái thường dựa trên câu nghiêm phụ tử mẫu làm chủ. Có lúc bản thân người làm cha cho rằng cần phải thật nghiêm khắc, thiết lập các quy tắc và uy nghiêm mới có thể quản lý tốt con mình. Tuy nhiên, sự giáo dục tốt nhất dành cho con không phải cứ đánh mắng châm chọc mới là dạy dỗ, mà phải lấy chính mình làm gương. Giáo dục con cái không được đùn đẩy trách nhiệm, cần để con hiểu rằng như thế nào là gánh vác. Khi một người cha có thể giao tiếp thật sự với con cái, dẫn dắt con một cách chính xác, mới có thể trở thành người thầy tận tâm trên con đường trưởng thành của con, chứ không phải là khiến con chỉ muốn tháo chạy, thậm chí ôm sự sợ hãi đối với cha mình. Khi cha mẹ có thể lấy mình làm gương, thì trẻ con cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Trong quá trình nghe quen tai nhìn quen mắt, trẻ tự nhiên sẽ học và thừa kế được những thói quen, truyền thống tốt đẹp từ cha mẹ. Đây chính là phương thức dưỡng dục con khôn khéo nhất. 3. Vui vẻ hòa nhã với đấng sinh thành. Một gia đình muốn thịnh vượng thì thái độ đối với đấng sinh thành cũng rất quan trọng. Là một người đàn ông, đối với việc phụng dưỡng người đã nuôi mình khôn lớn, cần phải thật cung kính, không được chê bai cha mẹ, càng không được tùy tiện mắng chửi. Nếu không sẽ rất dễ làm tổn thương đến tình cảm và lòng tự tôn của họ. Mạnh Tử có câu, chỉ có sự hiếu thuận với cha mẹ mới có thể giải quyết được nỗi phiền muộn. Cha mẹ là trụ cột tinh thần của chúng ta. Khi họ sống vui vẻ thì tự nhiên cũng sẽ khỏe mạnh và trường thọ. Nhờ vậy mà thân là con cái, lại càng có thể vui vẻ, vô tư vô lo. Tiếc là trong cuộc sống của nhiều người, chúng ta thường đem cảm xúc tiêu cực gửi gắm lên thân của người bao dung cho chúng ta nhất, cũng chính là vô tình làm tổn thương đến trái tim họ. Là một người đàn ông, nếu có thể nhẫn nại với cha mẹ hơn, cư xử hòa nhã hơn thì gia đình sẽ ngày càng hạnh phúc. Vậy nên lời nói của một người đàn ông được ví như phong thủy, có thể thay đổi vận mệnh của một gia đình. Và tất nhiên, khi một gia đình muốn thịnh vượng, vẫn nên cần duy trì sự đồng tâm hiệp lực của mỗi người, diễn thật tốt vai trò của chính mình và nghĩ cho người khác. Có thể làm được những điều này, gia đình ắt sẽ hòa thuận, mọi chuyện cũng suôn sẻ. Câu chuyện triết lý, cái chân của tiểu hòa thượng. Vào thời nhà Đường, ở núi Ngũ Đại Sơn, có một vị thiền sư nổi tiếng tên là Mã Tổ.
rất thích dùng phương thức gây khó khăn để dạy đồ đệ của mình. Và một ngày nọ, ông cũng dùng cách này để dạy cho tiểu đệ tử của mình ngộ ra một chân lý. Một hôm, thiền sư Mã Tổ có bóc một cái ghế ngồi trên con đường nhỏ phía sau chùa để đọc sách. Không lâu sau, có một tiểu hòa thượng đang đẩy chiếc xe đi từ phía vườn rau trở về chùa. Vì con đường quá hẹp, mà thiền sư Mã Tổ lại duỗi chân ra giữa đường, nên tiểu hòa thượng không sao đẩy xe qua được, bèn xin sư phụ thu chân lại. Nhưng bất ngờ là thiền sư Mã Tổ không những không co chân lại, mà còn nói, chân ta luôn luôn duỗi ra, không bao giờ co lại. Tiểu hòa thượng vừa sững sờ, vừa có chút khó xử, rồi nói, sư phụ không thu chân lại, con không thể trở về chùa. Thiền sư Mã Tổ vừa nói, thậm chí còn không thèm nhìn tiểu hòa thượng, đó là việc của con. Tiểu hòa thượng suy nghĩ một chút rồi thưa, sư phụ, người chỉ duỗi ra chứ không co lại, cho nên con không thể đi qua chân của sư phụ. Vậy chúng ta đổi vị trí đi, con ngồi ở trên ghế, còn sư phụ tới đẩy xe. Sau khi nghe điều này, thiền sư Mã Tổ cảm thấy khá thú vị, liền đổi vị trí với đồ đệ. Tiểu hòa thượng lúc này cũng bắt chước duỗi thẳng chân, nhưng khi thiền sư Mã Tổ đẩy xe về phía mình, thì cậu bèn rụt chân lại. Thiền sư Mã Tổ hỏi, tại sao con thu chân lại? Tiểu hòa thượng cười nói, sư phụ là người chỉ duỗi không co lại, nhưng con có thể co duỗi, cho nên con thu chân lại. Sau đó tiểu hòa thượng đẩy xe đi, còn thiền sư Mã Tổ thì nhìn theo bóng dáng của đệ tử mình mà cười tâm đắc. Nhiều năm sau, thiền sư Mã Tổ đã truyền lại y bát cho tiểu hòa thượng này. Còn tiểu hòa thượng sau đó đã trở thành cao tăng ở Ngũ Đài Sơn, được gọi là thiền sư Ẩn Phong. Chuyện con lừa mang thánh vật. Đây là một chuyện ngụ ngôn của nhà văn Pháp tên là Vi, cũng là một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông. Chuyện nói về một con lừa, ngày đầu tiên được mục sư sai đến cõng thánh vật, nhìn thấy những tín đồ cúng bái, bò lồm ngồm trên mặt đất, con lừa dường như cảm thấy lâng lâng tự mãn. Ngày hôm sau, vị mục sư tiếp tục sai nó đến kéo cối say. Con lừa vẫn còn đang say sưa với sự cao quý của ngày hôm qua nên tự nhiên không chịu vâng lời. Sau đó bị chủ nhân đánh cho một trận, nó liền khóc to. Khi đó, một đứa trẻ 10 tuổi sau khi nghe câu chuyện này xong, nó cảm thấy con lừa này thật ngu ngốc nên bảo, đừng quên bạn là một con lừa. Kỳ thực, trên thế gian có rất nhiều con lừa thường nhầm lẫn mình với những thánh vật. Khi có quyền thì kiêu căng ngạo mạn, khi không còn quyền thì chán nản, thấp thỏm thở dài. Khi tại vị thì ngông cuồng tự cao tự đại, khi thoái vị thì tinh thần suy sụp. Con lừa cũng chỉ là con lừa, còn thánh vật là thánh vật. Trẻ con còn hiểu được lẽ thường, sao người lớn vẫn còn mê muội? Kỳ thực, việc cõng thánh vật này giống như hút thuốc phiện, có thể sẽ gây nghiện. Con lừa dù có được mang thánh vật trong bao lâu, thì cũng có ngày thánh vật phải bị tháo dỡ xuống. Cũng giống như con người trên đời, ai mà không muốn sống vinh quang. Hơn nữa, bốn phương đến bái, tám mặt hướng về, không chỉ có được niềm vui về tinh thần, mà còn được cung cấp mọi thứ cần thiết như cơm ăn, áo mặc, nhà ở và phương tiện đi lại, còn có rất nhiều tiền. Tuy nhiên điều này có khác gì con lừa cõng thánh vật, cứ tưởng những xa hoa đó là mình. Sau này quen rồi, tự nhiên sợ mất mát, sống cảm giác thật khổ sở. Thực ra, con người chỉ có vóc dáng, sở thích, kỹ năng,
tính cách và suy nghĩ của mình, mới là cùng tồn tại với sinh mệnh của chính mình. Những ngày mang thánh vật chẳng qua chỉ là bọt sóng nổi lên trong ký ức trải qua năm tháng hồng trần mà thôi. Từ chuyện con đại bàng tự nhổ lông, rút ra hai bài học đắt giá. Có hai con đại bàng nọ, một con bay rất nhanh, con còn lại bay rất chậm. Đại bàng bay chậm cảm thấy thật ghen tị, nên nó tìm mọi cách để hãm hại đối thủ. Nào ngờ kết cục, nó chẳng thể khiến đại bàng bay nhanh rơi mất sợi lông nào, còn chính nó thì gặp họa. Đại bàng bay chậm cảm thấy thật ghen tị với đại bàng bay nhanh, nên một ngày kia, đại bàng bay chậm nói với người thợ săn rằng, phía trước có một con đại bàng bay nhanh, anh hãy dùng mũi tên bắn nó đi. Người thợ săn nói, có thể, nhưng chỉ là mũi tên của ta thiếu mất một sợi lông. Người có thể rút ra một sợi lông của mình được không? Đại bàng nói, được rồi, chỉ cần anh có thể bắn nó, một sợi lông không đáng là gì cả. Và sau đó, nó rút ra một chiếc lông hào phóng ném cho người thợ săn. Người thợ săn cài mũi tên vào cung, sau đó nhắm vào con đại bàng bay nhanh mà bắn. Nhưng vì nó đã bay quá cao rồi, nên không trúng đích. Người thợ săn quay sang thảo luận với con đại bàng bay chậm, nhổ cho ta một chiếc lông nữa. Người thấy thế nào? Con đại bàng trả lời, được rồi. Và nó liền nhổ thêm một chiếc lông khác cho người thợ săn. Tuy nhiên, lần này anh ta lại bắn trượt thêm một lần nữa. Cứ như vậy, từng mũi tên được bắn đi là từng chiếc lông của chim đại bàng lần lượt bị nhổ hết. Vậy mà vẫn không bắn trúng được con đại bàng nhanh nhẹn. Con đại bàng bay chậm lúc này đã rụng hết lông, toàn thân trụi lùi, không thể bay được nữa. Còn người thợ săn thì mỉm cười nói với đại bàng. Ở đây có một con đại bàng không biết bay, ta cần gì phải hao tâm tổn sức bắn con đại bàng trên trời. Nói rồi, người thợ săn bắt lấy con đại bàng trần trụi này. Qua câu chuyện có hai điều được đúc kết. Người làm hại người khác cuối cùng lại hại chính mình. Có người muốn đào cái hố cho người khác, nhưng ai ngờ lại trở thành nấm mồ cho chính mình. Có câu thơ, người đó đào một cái hố và đào rất sâu, nhưng lại rơi vào cái hố do chính mình đào. Điều gì đã làm con đại bàng nhổ lông của chính nó? Chính là lòng đố kỵ đã khiến nó không thể chịu nổi khi nhìn thấy con đại bàng khác bay cao, bay nhanh hơn mình. Tất cả đều do lòng đố kỵ mà gây ra họa. Hãy thử nghĩ xem, ai sẽ là người tức giận và không vui khi thấy anh chị em của mình ưu tú? Đó không chẳng phải là ma tâm hay sao? Khi chúng ta tức giận, chính là lúc chúng ta đang làm những gì mà ma quỷ muốn làm. Bay càng cao càng an toàn. Hãy nghĩ về con đại bàng bị hãm hại. Tại sao nó không bị bắn hạ? Đó là bởi vì nó bay cao. Một người bay càng cao thì càng không sợ người khác hãm hại. Một người bay càng cao càng không lo bị gây khó dễ. Bay cao chính là an toàn. Do đó, nếu bạn muốn vượt qua nghịch cảnh và để những người nào đó không thể tấn công bạn, hãy tự nỗ lực để đi đến những nơi cao hơn. Có ba việc chúng ta cần học cả đời. Học nói, học làm việc và học làm người. Có thể nói, con người có ba việc cần phải dành cả đời để học. Đó là học nói, học làm việc và học làm người. Vì sao lại nói như vậy? 1. Nói chuyện không thể tùy tiện. Có câu, lương ngôn nhất cú tam đông loãn, ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàn. Ý chỉ một câu nói tử tế có thể làm ấm lòng người ba mùa đông. Một câu nói tổn thương khiến người ta sống giữa tháng 6 mà cảm thấy lạnh.
Miệng chính là phát ngôn của nội tâm. Lời nói không phải do miệng quyết định, mà là do trái tim quyết định. Lời một khi đã nói ra thì như nước đã đổ, không thể lấy lại được. Vì vậy hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói. Lời hứa cũng không thể tùy tiện. Có những việc bản thân đã không thể hoàn thành thì đừng khiến người khác phải ôm kỳ vọng. Hành vi này chính là tự mình phá hủy đi sự thành tín của bản thân mình. Một điều tối kỵ nữa chính là điều riêng tư của người khác thì không thể nói. Người ta vì tin tưởng bạn nên mới thổ lộ những bí mật của họ. Nên một khi đã hủy hoại đi lòng tin của người khác, nghĩa là bạn đã không còn đáng để họ tin cậy nữa. Khi tức giận thì tốt nhất là hai người nên tách nhau ra. Chờ khi không còn tức giận thì hãy nói chuyện trở lại. Nếu không, những lời nói trong lúc bị kích động sẽ hủy hoại đi mối quan hệ này. Con người ta có 2 năm để học nói, nhưng cả đời chỉ để học cách im lặng. Hiểu hay không hiểu, không cần phải nói quá nhiều. Vì lời nói mà không chân thật thì tốt hơn hết hãy đừng nói. 2. Làm việc không thể tùy hứng. Chúng ta không thể làm mọi việc một cách tùy tiện. Cần nhìn tổng thể và cân nhắc đến tương lai lâu dài. Không nên chỉ giới hạn trong tâm trạng nhất thời. Cũng như muốn vào trường đại học tốt thì phải chăm chỉ. Muốn tìm được việc tốt thì phải có năng lực. Mọi thứ trên đời đều có giá của nó. Muốn có được gì thì phải nỗ lực. Thay vì lời nói suông, bạn muốn làm gì thì hãy bắt tay vào làm việc ấy. Mỗi người đều có bản sắc của riêng mình, nhưng đều cần phải học được 2 chữ trách nhiệm. Ví như người cha là trụ cột trong gia đình, thì cần có trách nhiệm với gia đình. Giáo viên là người đáng tin cậy của trẻ em, thì cần có trách nhiệm với học sinh. Có nhiều lúc, chúng ta không thể dựa vào suy nghĩ và cảm xúc của chính mình. Vì một khi bạn trở nên tức giận và mất kiểm soát, nó sẽ gây ra vô vàn những hậu quả không thể cứu vãn được. Như vui quá cũng sinh ra buồn và nó cũng mang lại cho bạn hàng tá những rắc rối. Cảm xúc chính là điểm yếu của con người. Chỉ khi làm chủ được cảm xúc thì mới làm chủ được cuộc đời. Làm việc gì cũng cần đúng mực và biết cách dừng lại đúng lúc. 3. Làm người không thể tùy ý. Cuộc sống luôn có nhiều cám dỗ. Mặc dù ai cũng có điểm yếu của riêng mình, nhưng là một con người, chính là cần phải khống chế được dục vọng và sống có nguyên tắc. Quân tử hữu sở vi, hữu sở bất vi. Nghĩa là, người quân tử biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Mỗi người đều cần có lối đi cho riêng mình. Duy trì sự thiện lương, nhưng cũng cần có tôn nghiêm và phân định đúng sai của riêng mình. Làm người là không thể tùy ý. Nhiều người ân hận cả đời chỉ vì một sai lầm nhất thời. Thậm chí nếu không có sự trừng phạt của pháp luật, họ sẽ phải chịu sự lên án của lương tâm trong suốt cuộc đời. Những người không có đạo đức và những người không từ thủ đoạn nào sẽ chỉ khiến mọi người xa lánh. Xã hội có nguyên tắc của xã hội, làm người thì có nguyên tắc của lương tâm. Chỉ những người lương thiện mới có thể nhận được sự tôn trọng của người khác. Con người thật ra không thể tùy tiện, cần biết coi trọng cuộc sống. Nếu mọi người không nhận ra giá trị của cuộc sống, thì rất có thể sẽ chọn chạy theo trào lưu. Có câu Bạch Vân Thương Cầu, ý tứ là mây trên trời cũng giống như bộ y phục, lúc thì màu trắng, lúc lại biến thành màu xám. Mọi chuyện trên đời chính là đều thay đổi như vậy. Đời người ngắn ngủi chỉ mấy chục năm, cuộc sống không nên trở thành một cuộc phiêu lưu của những người trẻ tuổi. Cần nỗ lực phấn đấu và khai nở đóa hoa của chính mình, như thế mới có thể làm cho cuộc sống này trở nên đáng giá. Người coi trọng cuộc sống, cuộc đời sẽ không đối xử tệ bạc với họ. Trên đường đời nếu không ngại gian khổ,
thì những năm còn lại sẽ yên vui. Người sống nghiêm túc cũng có thể nhận được hồi báo trong cuộc đời. Nhà là gì? Câu trả lời dưới đây mới thật đáng để suy ngẫm. Nhà là nơi để con người cư ngụ. Một người có thể đổi nhiều nhà, nhưng những thành viên ở cùng chúng ta thì không bao giờ thay thế được. Vậy ngôi nhà thật sự của mỗi người nằm ở đâu? Thật ra chỉ nơi nào có được hạnh phúc và tình yêu, nơi có sự đoàn tụ của những người thân yêu thì dù ở biệt thự hay nhà tranh vách đá, nơi đó vẫn là nhà. Có một người đàn ông giàu có đang say rượu. Sau đó ông ta ngã vật ra trước căn biệt thự của mình. Một nhân viên bảo vệ của ông thấy thế vội đỡ ông dậy rồi nói: "Thưa ông, để tôi đỡ ông vào nhà nhé." Người đàn ông giàu có hỏi: "Nhà? Nhà tôi ở đâu? Anh có thể đưa tôi trở về nhà không?" Nhân viên bảo vệ tỏ ra khó hiểu, chỉ vào căn biệt thự cách đó không xa. "Đó không phải là nhà của ông sao?" Người đàn ông giàu có nét mặt đau khổ, chỉ vào mình, sau đó chỉ vào căn biệt thự sang trọng đó rồi nghiêm mặt đáp: "Đó, đó không phải là nhà của tôi, đó chỉ là nơi để ngủ mà thôi." Thật ra nhà mà người đàn ông này nói đến không phải cái nhà hữu hình đồ sộ đang nằm đằng kia. Vậy căn nhà mà ông muốn nói là gì? Nhà chính là nơi để sinh hoạt chung của các thành viên trong gia đình, là mái ấm cần có cho những người thân yêu đoàn tụ cùng nhau. Nhà thật sự chính là sự kết tinh của tình yêu. Có thể nhìn vào tất cả những ngôi nhà trên thế giới, dù cho đó có là biệt thự sang trọng hay ngôi nhà tồi tàn, thế nơi nào có tình yêu thì nơi đó chính là nhà thật sự. Nhà là bến đỗ của tình cảm, là cái nôi của sự trưởng thành, là nơi nghỉ ngơi khi tâm hồn mệt mỏi. Nhà chính là nơi để bản thân mình được thả lỏng nhất, là khu vườn cho tinh thần vui vẻ. Nhà là tất cả những tình cảm mà bạn và gia đình có với nhau. Khi sở hữu nó, chúng ta sẽ cảm thấy bình thường như khi sử dụng củi, gạo, dầu, muối, mắm. Mỗi ngày vậy, nhưng lại là những thứ không thể thiếu để sinh tồn. Quê hương là một mảnh ruộng, trồng dưa thu được dưa, trồng đậu thu được đậu, trồng thấu hiểu sẽ thu được khoan dung, trồng tha thứ sẽ thu được hòa thuận. Vậy ngược lại, nếu ta trồng phàn nàn thì chỉ thu được oán hận, trồng chỉ trích sẽ thu lại tai họa. Nhà là nơi để nói lời yêu thương, không phải nơi để nói lý. Nhà phải yên tĩnh, không ồn ào. Nhà phải sạch sẽ, không bừa bộn. Nhà phải chân thành, không đạo đức giả. Nhà phải tự do, không ép buộc. Nhà phải hòa nhã, không cứng nhắc. Một gia đình cần thiết phải giữ sự ôn hòa, không cần để ý đến những chuyện nhỏ nhặt. Một gia đình là cần phải có sự quan tâm, ân cần dành cho nhau. Không có hòa thuận của gia đình, sẽ không có sự hòa hợp trong xã hội. Gia đình không bình an, thì xã hội sẽ không ổn định và không có trật tự. Gia đình hạnh phúc thì vạn sự sẽ thịnh vượng. Vậy điều gì là quan trọng nhất đối với một gia đình? Đó có phải là một cuộc sống cơm áo gạo tiền đủ đầy hay là sự giàu có vô tận? Gia đình mà không hòa thuận thì dù giàu sang phú quý đến đâu, tâm ý vẫn nguội lạnh như tro tàn. Nếu trong gia đình không có tiếng cười thì sẽ vô cùng buồn tẻ. Là một gia đình, tình thân là điều quan trọng nhất. Cha mẹ có thể hiểu được khó khăn của con cái, con cái có thể trân trọng công sức của cha mẹ. Chồng mệt thì vợ bưng trà rót nước phục vụ, vợ ốm thì chồng hết lòng chăm sóc. Là một gia đình, hòa thuận là điều quan trọng nhất. Không chiến tranh lạnh, không ồn ào, có ý kiến thì kịp thời trao đổi, có xung đột thì nỗ lực giải quyết.
tôi chân thành xin lỗi bạn. Và bạn thì lùi lại nhường tôi một bước. Gia đình nhiều tiền hay ít tiền không quan trọng. Nhà to, nhà nhỏ không quan trọng. Xe đẹp, xe xấu không quan trọng. Cái quan trọng nhất là gia đình có thể ở cạnh nhau, chia ngọt sẻ bùi, chung sống vui vẻ, hòa thuận, củng cố tình cảm trong gia đình. Cuối cùng, một gia đình thì điều quan trọng nhất là gì? Đó không phải là nhà, không phải là xe, không phải tiền, mà là cha mẹ, bạn đời và con cái. Một gia đình sống hòa thuận, nói cười vui vẻ, khỏe mạnh chính là của cải lớn nhất, và bình an chính là hạnh phúc nhất. Chỉ khi một gia đình mà có sự bao dung thì nơi đó mới có bình yên. Người có nhà dẫu không giàu nhưng hạnh phúc. Ngược lại, người dù nhà cao cửa rộng, nếu không có bao dung thì rất dễ tan đàn sẻ nghé. 7 điều truyền cảm hứng giúp cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa. Hiện nay, rất nhiều người cảm thấy cuộc đời đang dần trôi qua một cách lãng phí. Họ không cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và mong muốn thay đổi nó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Dưới đây sẽ là 7 quy tắc vàng giúp bạn xoay chuyển cuộc sống và hiểu rõ bản thân mình hơn. Trên mạng xã hội hiện nay có lan truyền một câu gọi là bận rộn mà không có mục đích. Thực ra trên thế giới, có hơn 80% con người đều không hài lòng với cuộc sống của chính mình. 1. Sử dụng thời gian ở đâu, thu thành quả tại đó. Danh hài Charlie Chaplin từng nói, thời gian là một tác giả vĩ đại, nó sẽ viết lên một kết thúc hoàn mỹ cho mỗi người. Có một số người thường dành thời gian để chơi TikTok, chơi game. Nhưng cũng có người thì đầu tư thời gian để phát triển cá nhân như đọc sách, chơi thể thao. Cùng là sử dụng thời gian, nhưng kết quả của mỗi cuộc đầu tư sẽ cho ra những thành quả khác nhau. Đó chính là sự lựa chọn về lý tưởng và mục tiêu của mỗi người. Cuộc sống thật ngắn ngủi, thời gian là hữu hạn. Chúng ta cần dành thời gian để đầu tư cho những việc thật xứng đáng thì mới có thể đạt được một cuộc sống ý nghĩa. 2. Mỗi ngày đều từng bước tiến bộ, thành công sẽ trong tầm tay. Tiến bộ 24 giờ mỗi ngày, thành quả có vẻ chưa thể hiện rõ. Nhưng cũng giống như quy tắc cộng gộp, chỉ cần bạn kiên trì cố gắng, dù mỗi ngày chỉ tiến bộ thêm một chút. Nhưng khi thời gian đủ dài, thì sự khác biệt giữa một ngày cố gắng và 365 ngày cố gắng là vô cùng to lớn. 3. Phạm sai lầm không đáng sợ, không trưởng thành mới đáng sợ. Nhà triết gia Socrates từng nói, bạn có thể sai lầm, nhưng không được lặp lại sai lầm. Mọi người ai cũng phạm sai lầm. Điều khác biệt là liệu họ có thể rút ra bài học từ sai lầm đó hay không? Thực ra, sai lầm không đáng sợ, mà đáng sợ chính là không thể tự nhìn lại và điều chỉnh bản thân sau những sai lầm. Một người biết rút kinh nghiệm từ sai lầm mới có thể tiến bộ và tránh tái phạm điều đó thêm một lần nữa. Do đó, mỗi khi nếm mùi thất bại, chúng ta đừng vội bi quan mà hãy biến những trải nghiệm đó thành dưỡng chất để tái tạo và phát triển bản thân. Điều này là vô cùng quan trọng. 4. Tìm mục tiêu cuộc sống để phát triển nhanh hơn. Thiên tài Newton từng nói, nếu tôi nhìn thấy được xa hơn là bởi vì tôi đang đứng trên vai của người khổng lồ. Lối tắt để chúng ta phát triển nhanh chóng là học hỏi kinh nghiệm từ những người giỏi nhất. Vì ở những người xuất chúng và thành công luôn có những ưu điểm của riêng họ. 5. Việc gì cũng nghĩ thêm một bước, cuộc đời sẽ tiến một bước dài. Cuộc sống giống như đánh một ván cờ. Các kỳ thủ mỗi khi đi một nước là họ đã nghĩ đến 3 nước tiếp theo, thậm chí là nhiều hơn.
trong cuộc sống chúng ta. Thật đáng tiếc khi nhiều người chỉ biết đến lợi ích trước mắt, chỉ suy nghĩ đến những lợi ích đạt được tức thì mà quên mất cái nhìn dài hạn hơn. Về lâu dài, một khi gặp phải tình huống bất ngờ sẽ trở tay không kịp, thậm chí là đánh mất đi những thành quả của chính mình. Do đó làm việc gì cũng cần có kế sách, lên kế hoạch đầy đủ thì mới thành công, nếu không sẽ rất dễ gặp thất bại. Hãy trở thành một người có tầm nhìn lâu dài, nghĩ trước một bước, biến mình từ thế bị động sang chủ động. Làm được như thế nghĩa là bạn đang tiến một bước lớn hơn tới chiến thắng trong cuộc đời. 6. Giúp người khác cũng là giúp chính mình. Nhà triết học Emerson từng nói rằng, một trong những sự bù đắp tốt đẹp nhất của cuộc sống chính là khi bạn thành tâm giúp đỡ mọi người, cũng chính là bạn đang giúp đỡ chính mình. Thành tâm giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, đó là một việc làm hết sức tốt đẹp, cũng như làm tăng thêm kết nối với những người xung quanh chúng ta. Ngoài ra, quá trình giúp đỡ người khác cũng chính là quá trình tự cải thiện bản thân mình. Vì vậy, hãy chân thành giúp đỡ mọi người khi điều đó hoàn toàn nằm trong khả năng của bạn. Đây cũng chính là bạn đang tạo cho mình nhiều cơ hội để học tập, đồng thời biến cuộc sống của mình thêm giá trị. 7. Ngày hôm qua đã là quá khứ, điều quan trọng là nắm bắt lấy hiện tại. Nhà thơ Tagore từng nói, nếu bạn khóc vì mất đi mặt trời, vậy bạn cũng sẽ mất đi những vì sao. Đôi khi chúng ta đắm chìm trong những thất bại và nỗi đau của quá khứ mà mãi vẫn không thể thoát ra. Nhưng bạn có nhận thấy không? Thời gian là quý giá, và nó vẫn lặng lẽ trôi qua bất kể bạn có cảm giác thế nào. Những tiếc nuối hay nỗi đau trong quá khứ cuối cùng cũng chính là lịch sử. Đừng để chúng trở thành gánh nặng và vật cản cho chính mình. Chỉ bằng cách nắm bắt lấy hiện tại, chúng ta mới có thể tận hưởng từng khoảnh khắc tươi đẹp trong cuộc sống, để không thẹn với một kiếp người. Vợ của bạn không nên dòm ngó, chồng của bạn chớ có chạm vào. Vợ của bạn không được dòm ngó, chồng của bạn không được chạm vào, là câu tục ngữ mà tổ tiên muốn nhắn nhủ thế hệ tương lai rằng, bất kể bạn có gia đình hay chưa, đều không được dòm ngó hay quá thân thiết với bạn đời của người khác. Nhất định phải chú ý lễ tiết và giữ chừng mực. Đây là điều tối kỵ trong đạo đức làm người. Trong hồi 80 của Tây Du Ký, kể rằng thầy trò Tôn Ngộ Không muốn đi qua Hỏa Diệm Sơn cần phải mượn quạt ba tiêu của Thiết Phiến công chúa, vợ của Ngưu Ma Vương. Tôn Ngộ Không nghe thấy thế liền nghĩ rằng điều này quá dễ dàng, bởi Ngộ Không và Ngưu Ma Vương vốn là huynh đệ kết nghĩa. Ngộ Không rất tự tin đến gặp chị dâu để mượn quạt, nhưng không ngờ Ngưu Ma Vương không hiểu sự tình đã mắng Tôn Ngộ Không một trận. Trước đó, ngươi đã lừa gạt vợ ta mượn quạt. Vợ ta không chịu, nên đã đến tìm ta. Thế mà giờ ngươi vẫn còn muốn đuổi theo nàng. Như người ta nói, vợ của bạn thì đừng ức hiếp. Từ đó, câu nói cuối cùng của Ngưu Ma Vương đã lan truyền rộng rãi và được nhiều người nghe đến. Tuy nhiên câu này vẫn còn nửa vế sau mà không mấy ai biết. 1. Vợ của bạn không được ức hiếp, dòm ngó. Bằng hữu thê bất khả khi, nghĩa là vợ của bạn không được ức hiếp. Câu này là nhắm vào người đàn ông. Ý chỉ ngoài việc không được bắt nạt và lừa dối vợ bạn, thì thuật ngữ ức hiếp còn có nghĩa là giành giật. Nói thẳng ra là đối với thê thiếp của bạn thì không được nghĩ đến. Đây là quan niệm đã được truyền lại từ xưa đến nay. Bởi ai cũng có những người bạn thân thiết với mình trong suốt cuộc đời. Và điều tối kỵ nhất chính là quá thân thiết với vợ bạn. Nếu giữa bạn và vợ bạn có những cử chỉ quá gần gũi hoặc cư xử mơ hồ, thì không chỉ khiến những người xung quanh rèm pha mà còn ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè của chính mình.
thậm chí là ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng của bạn. Có một câu chuyện vào thời nhà Tống, Lưu Chí và Khương Chính là huynh đệ rất thân thiết. Sau đó, Lưu Chí kết hôn với một cô nương tên là Hoàng Mai. Khương Chính vẫn thường giữ thói quen đến nhà Lưu Chí chơi và ở lại ăn cơm. Sau một thời gian dài, anh ta bỗng có tình cảm tốt với Hoàng Mai, thấy cô là một người có đức hạnh. Lưu Chí cũng nhận thấy điều này ở bạn nhưng thật khó để nói ra thành lời. Một ngày nọ, Lưu Chí và vợ mời Khương Chính đến một quán rượu để dùng cơm. Khi đó, người phục vụ bưng thức ăn lên bàn, đã vô tình làm đổ canh lên quần áo của Khương Chính. Lưu Chí nhân cơ hội này nói, anh ta cũng không muốn như thế. Nước canh đầy quá, nên tha thứ cho anh ta. Sau khi trở về nhà, Khương Chính xấu hổ nhận ra sai lầm của mình, và từ đó cũng ngừng ngưỡng mộ Hoàng Mai. Thuận theo sự phát triển của xã hội, con người đạo đức trượt dốc hàng ngày, nhiều người đối với lối suy nghĩ này đã không còn coi trọng. Ngày nay, câu vợ của bạn không được ức hiếp đã trở thành vợ của bạn không cần khách khí. Đó là lý do tại sao có nhiều trường hợp bị anh em cướp mất vợ. Thực ra câu tục ngữ vợ của bạn không được ức hiếp chính là để cảnh báo mọi người rằng nhất định cần phải khống chế vững các dục vọng trong lòng, không vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức của chính mình và không được bắt nạt hoặc cướp vợ của bạn. 2. Chồng của bạn không thể chạm vào. Vợ của bạn không được ức hiếp vẫn còn nửa câu sau, nhưng ít người biết, đó là chồng của bạn không được chạm vào. Tương tự như ý nghĩa của nửa câu đầu tiên, câu này lại nhắm vào phụ nữ. Nó cũng có nghĩa là phụ nữ cần giữ khoảng cách với chồng của bạn mình. Người xưa nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Câu này không chỉ là nói về sự tiếp xúc đơn thuần giữa nam và nữ. Người xưa nói thụ có nghĩa là trao. Những gì được trao giữa nam và nữ là không thể truyền trực tiếp, mà cần phải được trao qua tay của người thứ ba. Lễ nghi của Nho giáo nhấn mạnh rằng, thông thường giữa nam và nữ không thể tiếp xúc thân mật, và quy định rằng phụ nữ càng không thể có mối quan hệ mập mờ với bất kỳ đàn ông nào khác, ngoại trừ chồng mình. Nhưng ngày nay, nhiều phụ nữ không chỉ cố tình yêu chồng của bạn mình, mà bằng mọi thủ đoạn cũng phải cướp lấy cho bằng được. Có một bộ phim truyền hình tên là Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân, kể về hai cô gái là bạn tốt của nhau, nhưng cuối cùng lại vì một người đàn ông mà trở thành kẻ thù không đội trời chung. Cốt truyện rất buồn, nhưng trong thực tế ngày nay, đã xảy ra rất nhiều chuyện như vậy và thậm chí còn ngay bên cạnh chính chúng ta. Một số người dường như còn nhìn thấy chính bản thân thông qua bộ phim này. Vì vậy mới có người nói rằng, mới xem tôi không biết ý nghĩa của bộ phim, nhưng xem tiếp thì chính tôi đã là nhân vật trong đó rồi. Từ xưa đến nay, người thứ ba luôn rất đáng lên án. Đối với người đã có gia đình, thì đừng nên ngưỡng mộ bạn đời của bạn, mà hãy nhìn vào ưu điểm bạn đời của chính mình. Với những người độc thân thì không nên có tình ý với chồng của bạn. Hãy tự tìm cho mình một tình yêu thực sự mà không thuộc về ai khác. Trên thực tế, dù bạn là nam hay nữ, đều cần phải chú ý giữ chừng mực khi kết giao với người khác giới. Lòng hiếu thảo kiểu mới đang hủy hoại truyền thống đạo đức con người như thế nào? Hiếu thảo từ xưa đến nay vẫn luôn được coi là đức tính tốt đẹp nhất trong trăm ngàn điều thiện. Dẫu sao thì, cha mẹ đã làm việc chăm chỉ cả đời để nuôi dạy con cái. Vì vậy, khi cha mẹ già, con cái có nghĩa vụ phụng dưỡng để họ có thể an hưởng tuổi già. Nhưng ngày nay, trong thâm tâm của nhiều thế hệ trẻ, họ nghĩ rằng miễn là có thể cho cha mẹ đủ tiền,
hoặc đưa cha mẹ đến sống cùng đã là hiếu thảo lắm rồi. Thật ra việc chăm sóc nếu không xuất phát từ tình yêu thương thì có khi còn dễ làm tổn thương cha mẹ và gây ra nhiều vấn đề khác nhau. 1. Nhất định phải giúp đỡ chăm sóc con cháu. Ngày nay, do công việc ngày càng bận rộn, dẫn đến nhiều bạn trẻ thường nhờ cha mẹ chăm sóc con cái. Điều này vừa có thể tiết kiệm được chi phí bảo mẫu sau khi sinh, mặt khác còn có thể yên tâm hơn nếu con cái được ông bà chăm sóc. Thế nhưng việc đồng ý giúp đỡ chăm sóc con cái hay không, phụ thuộc vào ý nguyện riêng của cha mẹ và không thể bị ép buộc. Vì dẫu sao cha mẹ cũng có kế hoạch sống của riêng mình, và rõ ràng con cái nên biết ơn mỗi khi cha mẹ nguyện ý giúp đỡ, hoặc kể cả khi họ không thể đáp ứng được thì cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, ngày nay nhiều người trẻ lại nghĩ rằng, nếu cha mẹ không giúp đỡ chăm sóc con cái cho họ thì họ cũng không cần phải chăm cha mẹ khi về già. Do đó, nhiều phụ huynh buộc mình phải giúp đỡ con cái chứ không xuất phát từ sự vui vẻ tự nguyện. Lòng hiếu thảo kiểu mới này đã dần trở thành điều thường thấy trong xã hội. 2. Cha mẹ giúp đỡ chăm sóc con cái, nhưng lại chê bai đủ đường. Trong thời đại ngày nay, có nhiều bậc cha mẹ không thể thích nghi kịp với sự đổi mới của xã hội. Họ vẫn còn giữ nhiều thói quen sống truyền thống và đạm bạc từ thời còn nhỏ của mình. Tuy nhiên, khi đời sống vật chất ngày càng thuận tiện hơn, nhiều gia đình lại mong muốn cho con cái có được mọi thứ tốt nhất. Họ luôn lo sợ rằng đứa trẻ sau này phải chịu khổ. Chính vì lẽ đó mà dẫn đến nhiều sự bất đồng về nuôi dạy con cái giữa hai thế hệ, con cái và cha mẹ. Thậm chí động một chút con cái còn mỉa mai, chê bai cha mẹ. Ví dụ, có những bậc cha mẹ vì cảm thấy quần áo cũ mà họ hàng hay bạn bè đã qua sử dụng vẫn còn mới. Vì muốn tiết kiệm một khoản tiền cho con nên thường xin về cho cháu dùng lại. Tuy nhiên, những người trẻ tuổi thì không hề nghĩ vậy. Họ sẽ cảm thấy rằng không thể đối xử tệ bạc với con cái của chính mình. Từ đồ ăn, áo mặc và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác đều phải là đồ mới, từ chối hàng hóa đã qua sử dụng. Ngoài ra, nhiều người trẻ thường chê bai cha mẹ của họ, luôn cảm thấy rằng cha mẹ làm điều này không tốt, điều kia không vừa ý. Nhưng việc cha mẹ đang giúp đỡ họ chăm sóc con cái không hề tính công mà còn phải chịu đựng mọi sự vất vả thì lại không tính đến. Những người trẻ tuổi chỉ trích cha mẹ quá đà, lại để cha mẹ nghe thấy những điều này thật khiến người ta đau lòng. 3. Quá nuông chiều con cái, không biết trên dưới. Ngày nay, hầu hết trẻ em trong xã hội hiện đại đều được cha mẹ và người lớn nuông chiều thái quá. Điều này đã gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Chẳng hạn, khi trẻ có thái độ vô lễ với người lớn tuổi, cha mẹ thường chỉ mắt nhắm mắt mở mà không có bất kỳ giáo huấn nào. Theo thời gian, tính cách của trẻ này dần trở nên kiêu ngạo, thiếu sự đồng cảm, không biết suy nghĩ cho người khác và tự cho mình là trung tâm. Khi những đứa trẻ như vậy lớn lên, chúng sẽ không thể hiếu thảo với cha mẹ và chỉ coi cha mẹ như người hầu trong nhà. Ảnh hưởng tiêu cực của lòng hiếu thảo kiểu mới. Cha mẹ là những người có ơn nuôi dưỡng chúng ta từ khi con nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Do đó, khi về già, họ thật sự không còn đủ sức khỏe để chịu đựng mọi sự dày vò của chúng ta đối với họ. Tuy nhiên, một số người trẻ chỉ coi cha mẹ như những người giữ trẻ hoặc người hầu, khiến cha mẹ làm việc quá sức. Điều này cũng sẽ khiến cơ thể của cha mẹ bị quá tải, thậm chí lâu ngày còn sinh thêm nhiều bệnh tật. Hơn nữa, lòng hiếu thảo kiểu mới này vốn dĩ đã không hề đúng đắn, mà còn gây ra bất lợi cho sự phát triển sau này của con trẻ.
Sau khi quan sát việc đối xử của cha mẹ với ông bà trong một thời gian dài, trẻ em sẽ không cảm nhận được thế nào là sự biết ơn. Khi chúng lớn lên, chúng cũng sẽ quay lại đối xử với cha mẹ mình đúng y như vậy. Cha mẹ làm việc vất vả để nuôi dạy chúng ta lớn khôn. Nếu khi chúng ta lớn lên, không thể để cha mẹ an nhàn tuổi già, mà còn làm ra những chuyện khiến cha mẹ khó xử như vậy, thì lẽ nào cha mẹ lại không cảm thấy đau lòng hay sao? Cứ lạc quan vui vẻ, khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua. Bốn mùa luân chuyển, đời người cũng vì thế mà biến đổi theo. Hỉ nộ ái ố, có ai mà không từng nếm trải. Nhưng cứ tin rằng hết mùa đông lạnh giá là đến mùa xuân ấm áp. Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ và ngập tràn niềm vui. Đôi lúc, nó cũng khiến ta rất đau buồn, thất vọng. Có người sẽ vì những đắng cay ngang trái ở đời mà gục ngã, mất hết niềm tin sống lẫn nhuệ khí sinh tồn. Nhưng cũng có người càng bất hạnh, càng nghịch cảnh thì động lực vươn lên trong họ lại càng lớn. Họ nén hết cay đắng xuống, tạo thành một lực đẩy để bật ra khỏi vũng lầy dưới chân mình. Nhân sinh luôn có những điều tiếc nuối không thể bù đắp được, luôn có những việc ngoài ý muốn không thể làm khác được. Cuộc sống có quá nhiều tình huống bất đắc dĩ, quá nhiều việc là lực bất tòng tâm. Trong khó khăn nên học được lạc quan, vui vẻ. Đừng để cho những việc vặt ảnh hưởng đến hạnh phúc của bạn. Đừng để cho áp lực ảnh hưởng đến tâm tình. Đừng để cho cảm xúc làm mất đi nụ cười trên môi. Trời cao luôn công bằng. Vì bạn mà đóng cánh cửa này thì cũng sẽ mở cho bạn một cánh cửa khác. Nếu như ông trời nhất thời không để ý đến bạn, con đường phía trước trở nên bế tắc, vậy thì chúng ta hãy tự vẽ một cánh cửa cho riêng mình. Cuộc sống chỉ cần vẫn còn có thể thở, thì hy vọng vẫn còn ở phía trước. Mộng tưởng chưa thành cũng đừng vội khép cánh cửa tâm hồn. Trăm năm tuế nguyệt cũng không lâu dài như chúng ta tưởng tượng. Với mỗi lần tiếc nuối, thời gian lại ít đi rồi. Cứ mỗi lần chần chừ, thời gian sẽ không còn nữa. Cuộc sống không bao giờ có gì là tuyệt đối. Không ai cả đời may mắn và chẳng phải lúc nào bạn cũng là người đau khổ. Vấn đề quan trọng là bạn phải tạo cho mình một nhân sinh quan tích cực để vượt qua sóng gió. Biến nỗi buồn thành niềm vui, biến nguy thành an. Đó chính là sức mạnh của sự lạc quan. Chỉ cần bạn luôn có tinh thần nỗ lực, luôn nghĩ đến mặt tốt của mọi việc, tích cực trong mọi lối suy nghĩ, bạn đã có thể biến hóa cuộc sống theo ý mình. Việt Nguyễn từng nói, hướng về ánh nắng, bạn sẽ không nhìn thấy bóng tối. Nhân sinh quan tích cực chính là ánh nắng ban mai soi rọi trong trái tim mỗi người. Biết cách lựa chọn mới có thể hạnh phúc. Biết cách hào phóng mới có thể vui vẻ. Biết cách chấp nhận áp lực, sinh mệnh mới có thể trở nên kiên cường. Năm tháng trôi đi, đừng nóng vội để cho tâm già cỗi. Dù cho trời đất chuyển rời, vẫn luôn như ánh mặt trời, tâm hồn tươi trẻ, thong dong vượt qua mưa gió cuộc đời. Khổng Tử bàn về cách đối nhân xử thế, dùng lòng nhân đối đãi với người. Chữ nhân mà Khổng Tử đưa ra không chỉ trở thành lý tưởng chính trị của xã hội, mà còn là một nguyên tắc luân lý đạo đức. Nội hàm quan trọng nhất của nhân là tình yêu thương đối với người khác. Đối nhân xử thế lấy chân thành làm gốc. Có một lần, Khổng Tử và các học trò của ông cùng đàm luận về cách đối nhân xử thế. Tử Lộ nói, nếu người khác dùng thiện ý đối xử với con cũng đối xử tốt với họ. Nếu họ đối xử không tốt với
con cũng sẽ không tốt với họ. Khổng Tử nghe xong liền phê bình cách này. Đây là cách làm của những người không có đạo đức lễ nghĩa. Tử Cống nói, nếu người khác dùng thiện ý để đối đãi với con cũng dùng thiện ý đối đãi với họ. Nếu họ không đối xử tốt với con cũng sẽ giúp họ hướng thiện. Khổng Tử đáp, đây là cách ứng xử giữa bằng hữu với nhau. Nhan Hồi nói, nếu người khác dùng thiện ý đối xử với con cũng đối xử tốt với họ. Nếu người khác không đối xử tốt với con vẫn dùng thiện ý đối tốt với họ và chỉ dẫn họ theo con đường hướng thiện. Khổng Tử đánh giá rằng đây là cách ứng xử với thân nhân. Kỳ thực, nếu các con có thể mở rộng tư tưởng và đối xử với tất cả mọi người trong thiên hạ bằng tấm lòng chân thành, thì mới thực sự là dùng thiện tâm để đối đãi với người. Tu thân dưỡng tính, dùng nhân nghĩa để đối xử với người. Nhan Tử đến hỏi thầy Khổng Tử, thưa thầy, con muốn đối xử với mọi người bằng lòng nhân từ, thì phải làm thế nào mới có thể đạt được như vậy ạ? Điều con hy vọng bản thân có thể làm được chính là, lúc nghèo hèn cũng giống như lúc giàu sang. Bản thân không có ý biểu lộ mình dũng cảm như thế nào nhưng lại có sự uy nghiêm. Kết giao với những bậc quân tử, không muốn có phiền hà rắc rối, sống một cuộc đời ung dung tự tại. Như vậy có thể không ạ? Khổng Tử trả lời, trong quy tắc đối nhân xử thế, điều đầu tiên là phải tu dưỡng bản thân, không ngừng đề cao cảnh giới tư tưởng của mình mới có thể làm được. Điều con nói là vô cùng tốt, lúc nghèo hèn hay giàu có cũng như nhau, thì con có thể biết được mình đầy đủ mà không chạy theo những thứ ham muốn dục vọng. Lúc thấp kém cũng như lúc cao quý, thì con có thể luôn luôn khiêm nhường và lễ độ. Không có ý biểu lộ bản thân dũng cảm đến mấy mà lại có sự uy nghiêm, thì con có thể cung kính đối xử với mọi người mà không có sai sót với họ. Nếu con kết giao với những bậc nhân sĩ có hoài bão cao cả, không muốn gặp những phiền hà trong cuộc sống, thì con có thể cẩn thận lựa chọn bạn bè, lựa chọn những lời cần nói và những việc cần làm. Đây là chí hướng rất to lớn. Đạo lý chính trị, phụ trợ quân vương cần phải hành nhân nghĩa. Tề Cao Đình một lần đến thăm Khổng Tử và hỏi rằng, tôi không quản ngại núi cao xa xôi cách trở, mặc chiếc áo mưa rơm mà mang theo món lễ vật đến bái kiến ngài, mong ngài hãy nhận lấy thành ý của tôi. Kính mong ngài chỉ dạy cho tôi cách giúp vua Tề gia trị quốc. Khổng Tử trả lời, hãy giữ vững những nguyên tắc về đạo lý chân chính, cho dù có phải mạo phạm đến quân vương, cũng không thể buông bỏ những nguyên tắc về chính đạo. Bởi tôi thờ vua, kỳ thực không phải vì vua mà làm, mà là vì quốc gia và dân tộc, tận tụy vì nước vì dân. Đừng nóng giận mà hãy đối xử chân thành với mọi người. Lời nói và hành vi của bản thân phải tuân theo đạo nghĩa. Khi gặp được người quân tử, nên cố gắng tiến cử họ. Phát hiện kẻ gian thần nên tìm cách tách họ rời xa quân vương. Hãy cố gắng loại bỏ tất cả những suy nghĩ bất chính trong tâm, chân thành tuân theo lễ nghĩa. Trong từng lời nói và hành vi đều phải cẩn trọng và sáng suốt. Không ngừng tu dưỡng bản thân mình và dẫn dắt lòng người hướng thiện. Được như vậy, thì cho dù bản thân có ngàn dặm xa cách vua, vẫn thân tình như anh em ruột thịt. Nếu chỉ nói mà không làm, hay hành vi không cần mẫn, lại không dựa theo lễ nghĩa đối xử với mọi người thì cho dù ở cạnh bên vua cũng e rằng không làm nên chuyện gì cả. Khổng Tử còn nói, khi đối xử với mọi người phải từ cái đạo lý làm người mà nói. Đối xử tốt với mọi người không phải là mục đích chính mà điều quan trọng là để đề cao cảnh giới của bản thân. Khổng Tử xem lễ, nghĩa, tốn, khiêm tốn và tín là những phẩm chất mà người quân tử cần có.
người quân tử có thể thông qua tự xét lại mình để nhận thức nhân, dùng nhân để khiêm tốn, dùng khoan dung mà đối đãi người khác, hành nhân nghĩa với người. Bất luận là ở tại thời điểm nào đều dùng tiêu chuẩn đạo đức cao thượng làm nguyên tắc đối nhân xử thế, giữ vững tấm lòng trong sạch mà thiện hóa người khác, trân quý sinh mệnh. Phú quý không thể làm mê loạn tư tưởng, phẩm đức không bị cải biến bởi nghèo hèn, ý chí không bị khuất phục bởi quyền thế. Như vậy mới là hành vi của bậc chính nhân quân tử. Từ đạo lý về tư tưởng nhân ái, Khổng Tử khuyên bảo mọi người hãy đối xử với người khác bằng tấm lòng chân thành và khoan dung. Điều này đã góp phần bồi dưỡng những đạo đức tốt đẹp của người xưa như chân thật, nhẫn nại, rộng lượng, thiện tâm mà đối đãi với người. Nó còn có ảnh hưởng rất rộng ra các nước trong khu vực và cho đến nay vẫn mang ý nghĩa giáo dục vô cùng sâu sắc. Trên đây là một số lời dạy của cổ nhân, người xưa được kênh audio Cổ Học tổng hợp và chia sẻ. Những lời dạy này được đúc kết từ hàng ngàn năm kinh nghiệm sống của cha ông ta, chứa đựng những bài học quý giá về cách sống, cách đối nhân xử thế, cách làm người. Hy vọng rằng, những lời dạy này sẽ giúp bạn sống khôn ngoan hơn trong cuộc đời, trở thành một người có ích cho xã hội. Để kênh audio Cổ Học ngày càng phát triển và mang lại nhiều giá trị hơn cho quý vị, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách đăng ký kênh và để lại bình phẩm. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Lời chào. Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe các audio của kênh Audio Cổ Học. Chúng tôi rất vui khi được chia sẻ những lời dạy quý giá của cổ nhân, người xưa với quý vị. Trân trọng.